Mục thần ký tập 573 đến 576. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Trong lòng cao hoài đồng nghiêm nghị, không dám xem thường sơ tổ nhân hoàng chút nào. Hiểu thiên tôn rất tôn dùng hệ thống đạo cảnh của khai hoàng, cho rằng hệ thống đạo cảnh bù đắp một vòng mấu chốt nhất hệ thống thiên cung. Hệ thống thiên cung là do ngự thiên tôn khai sáng, mục thiên tôn và hạo thiên tôn suy luận thôi diễn, được hoàn thiện bởi vô số người đời sau. Mà hệ thống thiên cung có một nhược điểm rất lớn, đó chính là chú trọng tới sức mạnh. Mỗi lần thăng cấp một cảnh giới trong hệ thống thiên cung, sức mạnh đều sẽ tăng lên trên diện rộng loại thăng cấp này là xây dựng trên cơ cờ long hán thiên đình long hán thiên đình trở thành biểu tượng của đạo trong lòng thần chỉ của thần cảnh chẳng qua loại phương thức tu luyện này lại xem nhẹ cảm ngộ đối với đạo hệ thống đạo cảnh của khai hoàng tần nghiệp vừa vặn bù đắp điểm này nó tôn sùng cảm ngộ đối với đạo nhập đạo từng tầng một đến gần bản chất của đạo hơn nữa còn kết hợp với sức mạnh mạnh mẽ của hệ thống thiên cung như vậy thực lực và tu vi đều sẽ tăng vọt cao hoài đồng cũng rất tán đồng với ý kiến của hiểu thiên tôn Loại tán đồng này được xây dựng trên cơ sở khai hoàng một kiếm bổ đôi Thiên Đình, ngày ấy khai hoàng tập kích Thiên Đình, dùng một kiếm chém Thiên Đình, tất cả thần chỉ đều cảm nhận được một nỗi chấn động và hoảng hốt trong mình lúc Thiên Đình vỡ ra. Đương nhiên Thiên Đình cũng chưa hoàn toàn vỡ ra, bởi vậy tất cả chấn động và hoảng hốt của thần chỉ chỉ ngắn ngủi chốc lát, sau khi qua khoảng thời gian đó, chấn động và hoảng hốt biến mất, phần lớn nhóm thần chỉ cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Các hoài đồng là số ít trong đó, hắn sâu sắc cảm nhận được đạo tâm của bản thân suýt nữa vỡ ra chấn động trên tâm hồn của hắn cũng không có gì so sánh nổi. Nếu như thiên đình thật sự vỡ ra, thần chỉ trong thiên hạ sẽ xuất hiện hậu quả gì đây? Liệu đạo tâm của bọn họ có tan rã bởi vì lý do đó hay không? Liệu thiên cung của bọn họ có đánh mất thần lực vì vậy hay không? Đây mới là điều đáng sợ nhất. Hắn cũng ý thức được, hệ thống đạo cảnh của khai hoàng đúng lúc có thể bù đắp được điểm này, cùng tu một lúc cả hai thứ. Cho dù thiên đình bị hủy, đạo tâm của hắn cũng sẽ không sụp đổ bởi vì thiên đình bị phá hủy. Chẳng qua hiện tại hắn còn đang trong giai đoạn tìm tòi nhập môn đạo cảnh mà thôi. Hắn nhìn thấy khí chất của sơ tổ nhân hoàng thì ý thức được người này là một chuyên gia hệ thống đạo cảnh, trong lòng không dám chậm trễ chút nào, không người nói, mời đạo hữu chỉ giáo, hai người làm lễ qua lại, ngay sau đó ngang nhiên ra tay. Cao hoài đồng chỉ thi triển ra tu vi cảnh giới lăng tiêu, nhưng vừa ra tay lại là đại thần thông đế tọa, từng tòa thiên cung phía sau hắn ầm ầm xuất hiện, ngàn cung vạn điện núi non trùng điệp, lồng lộng như sơn. Hắn biết rõ hệ thống đạo cảnh mạnh mẽ, nhất trọng đạo cảnh nhất trọng thiên, nhất trọng thiên nhất trọng thần thông, nếu cẩn thận thăm dò từng ly từng tí, chờ đối phương thi triển ra đạo cảnh cao thâm, chỉ sợ bản thân sẽ nước hận mà kết thúc. Sơ tổ Nhân Hoàng vẫn như trước đó, thoạt nhìn bình tĩnh thong rong, hai tay một cong một móc, cảnh tượng lập tức một vùng long trời lở đất, mà hắn đứng ở giữa trời đất sụp đổ tựa như trụ cột vững vàng. Thiên địa tâm thánh quyết, thần thông của hắn là một lạc ấn của thời đại, mà thời đại đó là thời đại thoái trào, là thời đại quần ba loạn vũ, cũng là thời đại long trời lở đất, hắn muốn vì thiên địa lập tâm vì dân lập mệnh thần thông hai người va chạm cao hoài đồng lập tức cảm nhận được mình như đang dấn thân bên trong một trận đại nạn triều dâng sóng dậy thần thông của bản thân tấn công ra biến thành một phần thiên địa sụp đổ của đối phương trở thành một thứ trợ lực cho thần thông của đối phương thiên địa tâm thánh quyết của sơ tổ chính là một môn công pháp và thần thông như thế đó khi hắn còn tuổi nhỏ sức yếu ở trong loạn thế chỉ có sức mạnh to lớn như thiên địa sụp đổ mới có khả năng chống lại kẻ địch bất kể công kích gì của kẻ địch đều sẽ hóa thành một phần sức mạnh của hắn trong chiến đấu môn công pháp thần thông này sẽ càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Dù gì Cao Hoài Đồng cũng là tồn tại cảnh giới đế tọa, hắn ý thức được điểm này thì lập tức thay đổi thần thông, thét dài một tiếng, tiên thiên nhất khí, hắn biến đổi thần thông cho người ta một loại cảm giác như vạn đạo hội tụ, tiến quân thần tốc, khiến sơ tổ nhân hoàng không có sức mạnh có thể mượn được. Vẻ mặt tần mục khẽ lay động, ánh mắt nhìn về phía Yến Khớp Linh. Yến khắp Linh đã từng thi triển thần thông cùng loại, chắc hẳn là thần thông do đại đại của bản thân thiên đế hóa thành. Có lẽ thứ cảm giác mà Tiên Thiên Nhất Khí này mang lại cho Tần Mục là bản lĩnh thực sự của Thiên Đế, nhưng mà làm gì có chuyện Thiên Đế truyền thụ bản lĩnh thực sự cho Cao Hoài Đồng và Yến Cấp Linh được câu chứ? Thứ Hiểu Thiên Tôn truyền thụ cho bọn họ, hẳn là một bản khuyết thiếu, thế nhưng cũng không thể coi thường. Tần Mục thầm nghĩ, nếu như là Hiểu Thiên Tôn tự mình thi triển Tiên Thiên Nhất Khí, sức mạnh cỡ này, trong lòng hắn nghiêm nghị, chỉ sợ Hiểu Thiên Tôn sẽ là nhân vật mạnh nhất trong mười Thiên Tôn. Thần Thông của Cao Hoài Đồng hết sức bá đạo, hắn lập tức phá vỡ thần thông của Sơ Tổ cùng lúc đó thần thông sơ tổ lại thay đổi không còn mượn sức mạnh trời đất sụp đổ nữa thay vào đó đạo tâm hệt như lửa bóng dầu sôi cũng hệt như đống lửa nhỏ thiêu dụi cả cánh đồng đạo tâm của hắn biến hóa thần thông cũng theo đó mà biến hóa hắn am hiểu ấn pháp đã nhập đạo sớm hơn khai hoàng kiếp hai vạn năm mà bây giờ cảnh giới nhập đạo của hắn đã sâu hơn chẳng qua lĩnh ngộ về thần thông nhập đạo trong đại kiếp hai vạn năm trước không hề giống thần thông nhập đạo bây giờ của hắn bày ra một loại tinh khí thần kiên quyết mạnh dạn thay trời đổi đất không gì không phá lấy cứng trọi cứng với cao hoài đồng thần thông của cao hoài đồng như cơn bão táp dậy sóng một luồng gió lướt qua vạn đóa bọt nước vạn con sóng biển phạm vi thần thông bao phủ rất rộng uy năng manh mông ấn pháp của sơ tổ nhân hoàng thì càng thêm nội liễm uy lực thần thông của hắn bao trọn trong một phạm vi kích thước cũng chỉ trong một tấc vuông nhưng mà sức mạnh lúc bộc phát lại cực kỳ khủng bố đây là phong cách thần thông thời đại khai hoàng thần thông thời đại khai hoàng thường thường đều là nội liễm không cầu lớn chỉ cầu nhỏ ở trong không gian nhỏ nhất khiến sức mạnh thần thông của bản thân bộc phát đến mức tận cùng. Tần mục quan sát mà mặt mày hấn hở, hắn cũng rất tò mò với thực lực bây giờ của sơ tổ nhân hoàng. Hắn đã nhiều năm không gặp sơ tổ, cảnh giới năm đó của sơ tổ là Ngọc Kinh. Mặc dù cảnh giới của hắn có vẻ không cao ở nơi như thiên đình, thế nhưng thực lực lại rất mạnh. Lúc thực lực tu vi của hắn thăng cấp nhanh nhất là những năm cuối thời đại khai hoàng, hắn dẫn đầu vô số chủng tộc và nhân tộc cùng nhau lánh nạn, trốn tránh khoảng thời gian diên khang kia khi đó hắn từ một hoàng tử không đáng chú ý nhảy lên trở thành cao thủ cảnh giới chạm thần đài thần thông lập đạo chiến lược kinh người được tôn là nhân hoàng tiền đồ vô lượng hai vạn năm sau đó tu vi của hắn đình trệ không có người cần bảo vệ hắn lập tức đắm chìm trong đau thương và tự trách mãi cho đến khi gặp được tần mục tần mục cởi bỏ nút thắt trong lòng hắn hắn mới bước ra rồi trở thành nhân hoàng dẫn dắt tộc nhân tiến lên tìm kiếm hy vọng năm đó một lần nữa trong thời gian rất ngắn hắn đã đột phá tu thành cảnh giới ngọc kinh tiếp xúc với biến pháp diên khang sẽ giúp cho tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh hơn cao hoài đồng và sơ tổ nhân hoàng lấy nhanh đánh nhanh dường như trong phút chốc ngắn ngủi cũng đã phân trình độ thắng bại thế sinh tử nhưng vào lúc này đột nhiên khí thế cao hoài đồng tăng vọt trực tiếp tăng lên tới cảnh giới đế tọa sắc mặt sơ tổ nhân hoàng thay đổi rứt ra lui xuống cao hoài đồng cũng không thổi theo nguyên nhân hắn tăng lên tu vi tới cảnh giới cấp độ đế tọa cũng là vì làm cho đối phương bếp khó mà lui vừa rồi hai người đánh cược một lần sinh tử cực kỳ hung hiểm hắn nhìn ra bản thân có dấu hiệu thất bại xem như lưỡng bại câu thương với sơ tổ nhân hoàng thế thì thể diện bản thân cũng rất khó coi cho nên trực tiếp thăng cấp tới cảnh giới đế tọa khiến sơ tổ biết khó vàng lui cũng giữ lại chút mặt mũi cho mình dù vậy mặt hắn vẫn có chút không nén được giận đang muốn nói câu mang tính hình thức nhưng sơ tổ cũng không có hỏi hắn mà ánh mắt rơi trên mặt tần mục tần mục cười ha ha một tiếng đứng dậy khua tay nói cao hiền chất ngươi lui ra đi việc đối phó với hắn còn phải tự bản thân ta làm trong ngực cao hoài đồng có một luồng khí hậm hực khó mà biểu đạt thầm nghĩ giọng điệu này của ngươi giống như là đang ra mà thay bọn ta vậy rõ ràng là ngươi dẫn theo bọn họ đến chặn cửa đám người cao hoài đồng lui ra tần mục nhanh chân đi xuống đứng ở trước mặt sơ tổ nhân hoàng thân thể chấn động 16 tòa thiên cung sau lưng phiêu diêu hào quang rực rỡ đạo âm chấn động ầm vang chỉ thấy vô số thần ma dưới chướng hiểu thiên tôn hoa mất thần dung trong lòng thầm kinh hãi sơ tổ nhân hoàng nhíu mày nói trong cùng một cảnh giới ta không phải là đối thủ của ngươi. Tần Mục cười nói, cùng một cảnh giới mà có thể đối đầu với ta, cũng chỉ có mười thiên tôn, thế nhưng bọn họ cũng không phải là đối thủ của ta. Sơ tổ, ta nhờ ngươi ba cảnh giới, hắn dựng lên ba đầu ngón tay, nói, ba cảnh giới giao trì, chạm thần đài và ngọc kinh này, chỉ cần ngươi có thể đi tới bên cạnh ta, công kích ta, xem như ngươi thắng. Sơ tổ nhân hoàng nhíu mày, nói, công kích được ngươi thì xem như ta thắng ư. Tần Mục gật đầu, thản nhiên nói, đúng vậy, hắn đảo mắt một vòng, cười nói, các vị sư điệt, các ngươi cũng như thế, chỉ cần có thể đến gần người của ta, công kích được bản thể ta, thì xem như các ngươi thắng. Rất nhiều đệ tử của Hiểu Thiên Tôn trần trừ nhau nhau nhìn về phía Cao Hoài Đồng. Cao Hoài Đồng lưỡng lự trong chốc lát, ánh mắt dừng lại trên người Yến khắp Linh. Ánh mắt Yến khắp Linh lấp lóe, cười nói, có thể thử một lần. Cao Hoài Đồng khẽ gật đầu về phía những sư đệ sư muội. Tần Mục mỉm cười, thấp giọng nói, bắt đầu thân thể của hắn lóe lên đột nhiên đạo âm biển thành vô cùng to lớn chỉ thấy khắp trời đầy sao tuôn ra ngoài từ trong mi tâm của hắn lơ lửng dựng lên trong chốc lát hóa thành tinh hà tinh đấu đầy trời huyền đô cao cao tại thượng một thiên câu mày trắng dâu bạc với gương mặt tần mục hiện ra ở trên thiên đấu từng thiên đấu to nhỏ từng tòa thần thành san sát đều có cổ thần tần mục tọa chấn ở giữa cùng lúc đó đất phân âm dương nhị khí âm dương lưu truyền giống như một tổ đình một gốc nguyên mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên xanh ung tươi tốt cao ngang với trời mà phía dưới âm dương u đô hiện lên thổ bá chân đạp quy khư khống chế linh hồn vô số người khắp thế gian tứ cực thiên chia vũ trụ thu nhỏ này làm bốn phương trời đông nam tây bắc dưới chân thiên công thiên âm giới hiện ra bên trong quy khư song liên mờ ảo nở rộ bên ngoài khoáng mạch thái sơ giống như tiến vào một thế giới khác mọi người chỉ có thể nhìn thấy thế giới này mà lại không nhìn thấy ngoại giới vẻ mặt cao hoài đồng khẽ biến sắc thấp giọng nói lĩnh vực hắn nhìn về hướng tần mục thì thấy ngay mặt tần mục nhưng mà đứng ở bên trong vùng lĩnh vực này, bất kể nhìn tần mục từ hướng nào thì đều là nhìn thấy mặt tần mục. Tần mục giống như là một vị thần thánh bốn mặt, không có lưng, không có gái, cho dù nhìn từ trên trời xuống, hay từ dưới đất nhìn lên thì vẫn nhìn thấy chính diện hắn. Một vị thần bốn mặt không có bất kỳ nhược điểm gì, xử lý hắn, nhị tổ hét lên một tiếng. Nhóm nhân hoàng dẫn đầu xuất kích về phía tần mục đang đứng giữa đường phần cách của âm dương thái cực. Đáng lẽ Cao Hoài Đồng còn dự định xem thử tần mục có thủ đoạn gì trước đá thế nhưng yến Khắp linh đã chỉ huy rất nhiều đệ tử của hiểu thiên tôn xông lên phía trước hắn cũng đánh phải cắn răng xông về phía trước đột nhiên làm phách nhân hoàng bị thiên công nện té xuống đất không thể động đậy không hiền nhân hoàng bị 72 cổ thần địa sát đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi ngũ tổ nhân hoàng chống lấy ngũ lôi kinh thiên trung xông về phía trước bị thổ bá kéo vào u đô nhị tổ bị nam đế chu tức tóm lấy trấn áp ở nam cực thiên lục tổ bị bắc đế huyền vũ vây ở bắc cực thiên nhân hoàng xông lên phía trước cũng lần lượt bị đánh bại mà các đệ tử của hiểu thiên tôn cũng lọt vào công kích quỷ thần khó lường từng người một bị trấn áp không có sức phản kháng nhưng mà dù sao đám người yến khắp linh cũng thần thông quảng đại rất nhanh vào tới phụ cận thái cực đồ ngẩng đầu là thấy từng tòa thiên cung nằm dài rác nhưng lại trông rất tinh tế 16 tòa thiên cung 16 nguyên thần của tần mục sừng sững ở dưới nam thiên môn sừng sững ở giữa cung điện trùng điệp khoảng cách leo lên giao đài uống thiên lộ đã không còn xa cảnh giới gia trì có một lợi ích rất lớn đó chính là có thể leo lên giao đài uống thiên lộ đối với người tu luyện tới thần cảnh mà nói là một lần thoát thai hoán cốt nhưng mà một số thiên cung của tần mục chưa hoàn chỉnh thiên cung y đạo và thiên cung phật đạo vẫn còn khiếm khuyết từ đầu đến cuối khó mà hoàn chỉnh tiến vào cảnh giới chân thần bởi vậy hắn muốn bước vào cảnh giới giao trì cũng cực kỳ khó khăn nguyên thần của tần mục trong 16 tòa thiên cung thi triển thần thông công kích về hướng mọi người các loại thần thông thiên biến vạn hóa khiến người ta hoa mắt lại có mấy người ngã trên mặt đất đến được nơi này chỉ còn lại đám năm người yến khắp linh sơ tổ nhân hoàng và các hoài đồng Cao Hoài Đồng vừa chống lại công kích đến từ 16 thiên cung, vừa trợ giúp Yến Khấp Linh xông lên phía trước. Yến Khấp Linh vừa mới xông vào thái cực âm dương đồ, chỉ thấy bàn tay to lớn của tần mục đứng trong thái cực đồ vươn ra, thần thông bao phủ xuống. Thực lực của nàng cũng cực kỳ mạnh mẽ, thứ hiểu thiên tôn truyền thụ cho nàng đều là đạo pháp thần thông tuyệt đỉnh. Yến Khấp Linh đối chiến một đòn với tần mục, tiên thiên nhất khí vạn đạo hợp làm một, vậy mà cũng không ngăn được, bị tần mục đánh bay ra khỏi thái cực âm dương đồ. Nhưng vào lúc này, sơ tổ nhân hoàng xông vào thái cực âm dương đồ cảnh giới của hắn rất cao nhưng mà vừa tiến vào bên trong lĩnh vực của tần mục thì hắn đã cảm nhận được tần mục hợp thành một thể với trời đất ở nơi đây hắn không thể nào mượn lực được bởi vậy hắn dùng đạo cảnh thần thông để chống lại cao hoài đồng phá cửa ải xông vào nơi đây địa điểm hắn và yến khắp linh xông vào khác nhau phương hướng chỗ hai người tương phản nhưng mà thứ hai người đối mặt vẫn là chính diện của tần mục hắn đỡ một đòn của tần mục rồi cũng bị đánh bay ra ngoài cao hoài đồng phá tan trở ngại của 16 thiên cung xông vào bên trong đồ án mà Yến Khấp Linh và Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng đồng thời lao vào bên trong, ba người từ ba phương hướng không hẹn mà cùng lúc công kích tới hướng Tần Mục. Bên trên thái cực đồ, ba bóng người động tác mau lẹ, thân hình, phương hướng không ngừng biến hóa khiến người ta hoa cả mắt, nhưng từ đầu tới cuối không thể tới gần bên cạnh. Tần Mục cứ như không chút sơ hở, không chút nhược điểm, không chút dấu vết có thể tìm kiếm nào, hắn cản lại tất cả dù là thần thông gì của bọn họ, thậm chí sức mạnh đánh trả càng ngày càng mạnh. Tấn công từ một hướng, Sơ Tổ Nhân Hoàng đột nhiên nói: hai người khác tỉnh ngộ, ba người hợp thành một đường, ba người luân phiên thi triển các loại thần thông, người trước đánh xong thì lập tức lui ra phía sau nhường cơ hội cho hai người còn lại, mà hai người khác lại chia ra một người tới ngăn cản công kích từ thiên công, thổ bá, địa mẫu cùng với thiên cung, công kích thần thông của chư thiên thần thánh đều xuất phát từ chỗ đó, cuối cùng khoảng cách của bọn họ càng ngày càng gần tần mục, nhưng mà sư tổ nhân hoàng bất cần, bị tần mục đánh bay ra ngoài, không có hắn, hai người còn lại luống cuống tay chân, cao hoài đồng nổi giận gầm lên một tiếng bảo vệ yến khắp linh bằng tất cả khả năng trên người chúng trục đạo thần thông bị đánh ngã trên đất đột nhiên thân thể của hắn càng lên càng cao không thể động đậy bị treo trên trời yến khắp linh đạt được cơ hội này thì lao tới bên người tần mục dùng tất cả tu vi tấn công về phía hắn tần mục bất đắc dĩ đưa tay ngăn cản trong nháy mắt bàn tay hai người đụng nhau tần mục nhẹ nhàng nắm chặt tay yến khắp linh cười nói ngươi chạm được vào ta ta thua yến khắp linh chỉ cảm thấy thần thông của bản thân đột nhiên mất hết uy năng bị hắn nắm chặt tay nàng giật lại một cái nhưng không thể rút ra được thế là không khỏi đỏ mặt thấp giọng nói buông tay bọn họ còn đang nhìn tần mục nhẹ nhàng buông tay nàng ra thần tàng lĩnh vực biến mất thầm nghĩ nếu như có thể nghiên cứu triệt để đại đạo phù văn chứa bên trong thần noãn của lưu ly thanh thiên tràng vậy thì bọn họ không thể tới gần được nữa rồi nếu như bọn họ tiếp cận vậy chỉ cần biến đổi chư thiên lĩnh vực này của ta có thể hóa thành 16 tầng chư thiên hóa thành một trận pháp lưu ly thanh thiên tràng chư thần thủ hộ các đại chư thiên biến hóa tùy tâm vậy sẽ mang đến tuyệt vọng vĩnh hằng cho bọn họ thần tàng lĩnh vực tàn đi mọi người ngã ngổn ngang trên mặt đất chỉ có yến khắp linh cao hoài đồng với tổ sơ là còn nguyên vẹn cũng không bị trọng thương tần mục vỗ tay một cái cười nói loại giao lưu này chúng ta nên thường xuyên tổ chức một hai lần mọi người đều rất vui mọi người chán nản bỏ dậy hậm hực không nói cao hoài đồng ho khan một tiếng nói thiên tôn không hổ danh là thiên tôn bọn ta bái phục sát đất ngươi là sư thúc lời dân dạy của ngươi dòng dõi hiểu thiên tôn bọn ta chỉ có thể nghe đến đây thôi hôm khác lại đến thăm đại hắc mục tần mục vui mừng nói tô đình ở đây chẳng có bao nhiêu người chúng ta nên thường xuyên giao lưu thuận tiện qua lại hiền chất xin dừng bước ta còn phải đưa bọn họ đi thăm lãnh địa của các thiên tôn khác nữa cao hoài đồng đồng ý đưa mắt nhìn bọn họ đi xa một lúc lâu sau mới thở dài nói thật sự là thần nhân không hổ là mang danh thiên tôn sư muội ta nghe sư tôn nói tới biến pháp của nguyên giới ngươi đoán xem sư tôn nói như thế nào yến khấp linh nghiêm nghị biết hắn là đệ tử mà hiểu thiên tôn coi trọng nhất biết ý nghĩ của hiểu thiên tôn lắc đầu nói không biết sư tôn nói biến pháp nguyên giới rầm rộ duy trì liên tục trăm vạn năm đến nay chưa từng cắt đứt tất nhiên sẽ giao động nền móng chư thiên giao động nền móng thiên đình trước tiên cứ quan sát thế lực của hắn có thể diệt thì diệt không thể diệt thì theo cao hoài đồng ý tứ sâu xa nói áp chế nhuệ khí giải quyết tranh chấp duy trì bình đẳng tuân theo quy tắc đoạt lấy ý chí phân trừ quyền lực sau này cho dù thay trời đổi đất thì không thay đổi được chúng ta kẻ thống trị thế giới này vẫn là chúng ta hắn mỉm cười nói mục thiên tôn còn xa mới có khả năng sánh vai được với trí tuệ của hiểu sư tôn ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của hiểu sư tôn sau này ngươi có cơ hội vượt trội hơn người mục thiên tôn muốn thay trời đổi đất ha ha tần mục dẫn theo sơ tổ nhân hoàng với đám người nhị tổ tiếp tục đi thăm lãnh địa của các thiên tôn khác chặn cửa đánh cược lần này các đời nhân hoàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều không khiêu chiến với hắn nữa mà an phận khiêu chiến các đệ tử của thiên tôn đây là một cơ hội để lập danh, cũng là một lần cơ hội mở mang tầm mắt. Nếu như sau này thật sự bị ép phải trở mặt, dù sao biết được thủ đoạn của kẻ địch sớm một chút thì cũng là chuyện tốt. Trên đường đi, Tần Mục lại nghiền ngẫm nghiên cứu phù văn thái thủy. Phù văn thái thủy cũng càng ngày càng hoàn mỹ, hơn nữa việc suy luận tổng thể những phù văn này của hắn cũng dần dần tìm ra được cách phá giải thần thông vật chất bất dịch. Đợi đến khi tham xong lãnh địa của 10 thiên tôn thì đã là nửa năm sau rồi, Tần Mục đưa đám người tổ sơ nhân hoàng quay về quần sơn đại hắc mộc, hỏi: các vị sư tổ và tổ sư, các người có nắm chắc việc trông coi nơi này hay không? Mọi người nhao nhao gật đầu, sư tổ nhân hoàng nói, đáng lẽ không nắm chắc lắm, nhưng mà sau khi hiểu rõ khả năng đệ tử của mười thiên tôn thì đã tính toán được rồi. Mặc dù uy danh của mười thiên tôn rất lớn, nhưng đệ tử của bọn họ lại chẳng đâu vào đâu cả. Tần mục cười nói, vậy thì tốt, ta không thể ở lại đây quá lâu, tổ đình này giao lại cho các ngươi nếu như các người thật sự không ngăn chặn được, tự nhiên sẽ có người xuất hiện giúp các người. Hắn lại đi gặp dược sư, vài tháng ngắn ngủi không gặp, vậy mà tu vi của dược sư lại tăng mạnh, vậy mà tu vi cảnh giới bây giờ đổi ngang bằng trưởng thôn và cả đám người câm, đã tu luyện tới cảnh giới giao trì rồi. Tần mục kinh ngạc mãi không thôi, xưa nay dược sư vốn là người có tốc độ tu luyện chậm nhất trong số chín lão trong tàn lão thôn, còn thấp hơn cả cảnh giới của người điếc, hắn trăm cây nghìn đáng tu luyện đến cảnh giới tôn thần, lại khó mà tiến lên phía trước một bước, không ngờ rằng chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, hắn đã đột phá tôn thần, chân thần, tu thành cảnh giới giao trì thiên cung y đạo mà ngươi muốn, ta đã chuẩn bị xong rồi. Sư sư lấy ra một viên linh đan, cười nói, y đạo ở trong viên linh đan này, có thể lĩnh hội hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Tần mục nắm lấy viên linh đan, quan sát tỉ mỉ, nhưng lại thấy dược lực trong linh đan lại hình thành một vùng dị tượng của thiên cung, vô cùng thần thánh, bên trong còn truyền ra đạo âm do thần ma niệm tụng. Trong lòng hắn có chút lo sợ, thăm dò hỏi, trong viên linh đan này có độc hả? Vẻ mặt sư sư tươi cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nhờ nhêu nói, Vừa mới bước vào tổ đình ngươi đã đâm ta mười mấy đao, mục nhi, ngươi trưởng thành rồi, cánh cứng cáp rồi, có điều dù sao thì ngươi cũng là do một tay ta nuôi lớn, làm sao ta lại có thể đưa cho ngươi viên linh đan có độc được chứ? Sắc mặt tần mục khẽ thay đổi, chỉ cần dược sư nói ra lời này, vậy thì hàm ý của nó là viên linh đan này chắc chắn có độc, hơn nữa chắc chắn độc tính cực kỳ mạnh. Dược sư để lộ ra vẻ mặt hiền lành nói, chúng ta là dược sư, độc cũng là thuốc ấy mà, ngươi ăn trước đi, xem hiệu quả như thế nào tần mục không vội ăn linh đan ngay con mắt thẳng đứng giữa mi tâm mở ra quan sát cẩn thận dược sư chỉ mỉm cười không thúc giục hắn để mặc hắn nghiên cứu ánh mắt chăm chú của hắn nhìn đến lần thứ ba thì tất cả bí mật trong viên linh đan này đều phản ứng vô cùng rõ ràng dưới ánh mắt của hắn điều khiến hắn kinh ngạc chính là dược lực trong viên linh đan này là một thể hoàn chỉnh nhìn kỹ thì lại không nhìn thấy bất cứ kết cấu nào của dược lực càng kỳ lạ hơn chính là dược lực bên trong linh đan kết thành đủ loại đồ án phù văn đại đạo chính những hoa văn phù văn này đã chiếu rọi ra dị tượng thiên cung, trong linh đan có một tòa thiên cung, đây cũng là lần đầu tiên Tần Mục nghe nói đến chuyện như này, hơn nữa cùng với biến hóa rất nhỏ của dược lực, đồ án phù văn trong viên linh đan cũng biến hóa theo khiến cho người khác không thể đoán được. Tần Mục đi theo dược sư tu hành, học tập y đạo độc dược, cũng có thể coi là có thành tích, chỉ có điều từ khi hắn tu luyện thần thức Tam Nguyên Thần bất diệt với vô lậu tạo hóa huyền công, hắn bèn bỏ bê tiếp tục thăng cấp y đạo độc dược trình độ của dược sư ở trên y đạo độc đạo đã đạt đến trình độ y độc hợp thành một y đạo và độc đạo bổ trợ cho nhau hiện tại hắn đã đến bước nào rồi tần mục cũng không thể nào nhìn thấu được thậm chí rốt cuộc dược lực của viên linh đan này là y hay là độc hắn cũng không thể nhìn thấu được dược sư cười lớn gương mặt tần mục biến sắc hắn nuốt viên linh đan vào bụng thì lập tức cảm nhận được một luồng dược lực điên cuồng không gì sánh được đang bộc phát ra trong khoảnh khắc dược lực bộc phát hắn cảm nhận được một loại kịch độc có thể tiêu diệt hết tất cả trong nháy mắt bao phủ toàn thân tất cả nguyên khí của hắn tan rã như tuyết không chỉ có nguyên khí không ngăn chặn được cho dù là thần thức cũng không ngăn chặn nổi dần tan chảy ra toàn thân của hắn bắt đầu tê dại mất đi cảm giác cùng lúc đó phù văn đại đạo của hắn cũng bắt đầu tan rã quần tinh trong linh thai thần tàng ảm đạm tinh lực càng ngày càng yếu ớt tất cả hư ảnh của thần bên trong thần tàng của hắn đều không còn thần lực ban đầu thần lực đã bị kịch độc hòa tan mất rồi quần sáng sau đầu chư thần loang lổ vết dì xét không còn thần thái từ từ ngừng chuyển động thân thể của cổ thần mục nát tan rã tràn ngập mùi hôi thối trong lòng tần mục kinh hãi lập tức định lấy thạch thần thái cực ra thúc giục âm dương thái cực đồ bên trong thần tàng không ngờ thân thể lại hoàn toàn không nghe theo sự chỉ huy của hắn cơ bắp hoàn toàn mất đi khống chế tần mục cảm thấy bản thân mình giống một đống bùn nhão bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một bãi nước mủ thứ mà hắn không bị hòa ta là linh thai nguyên thần với thái cực đồ của hắn còn có thiên cung đã hoàn chỉnh ái trà dược sư tiến lên phía trước quan sát hắn tỉ mỉ khẽ ổ lên một tiếng khen ngợi. Mục Nhi, ngươi thực sự lợi hại, vậy mà viên linh đan này của ta không ăn mòn mất tu vi của ngươi, còn để ngươi giữ nguyên nguyên thần. Ta còn tưởng rằng có thể làm mất tất cả thiên cung của ngươi, sau đó dùng tu vi của ngươi xây dựng lại thiên cung, thể hiện rõ ràng khả năng tái tạo hùng vĩ của thiên cung y đạo. Hắn cao mày, mục đích của hắn là thiên cung y đạo đè ép các thiên cung cùng bậc khác, để tần mục cải tà quy chính, đi theo hắn tu luyện y đạo. Chẳng qua hắn không ngờ rằng, trình độ khả năng của tần mục lại mạnh mẽ tới như vậy thậm chí linh đan đại độc hắn luyện ra cũng không thể hòa tan hết thiên cung của tần mục ta nên luyện cho nó mạnh hơn một chút nhưng nếu như mạnh quá mục nhi sẽ bị độc chết mất dược sư tiến lên đỡ tần mục ngồi xuống cười nói mục nhi người yên tâm ta tự có chừng mực sẽ không làm loạn độc này của ta khiến nguyên khí thần thức trong cơ thể ngươi hóa thành chân nguyên thuần túy chỉ cần thêm chút thủ đoạn là có thể để chân nguyên hóa thành thiên cung y đạo nguy rồi vẻ mặt dược sư biến sắc hai mắt tần mục đã mất đi khống chế chỉ có mắt dọc ở mi tâm khinh bỉ thầm nói từ nhỏ đến lớn người đều mang ta ra để thử thuốc có lần nào không nguy hiểm không chán dược sư toát ra mồ hôi lạnh liên tục đi lại quanh tần mục hạ ống tay áo tung bay đủ loại thủ pháp luyện đan xuất thần nhập hóa khiến người khác hoa mắt chóng mặt thủ pháp luyện đan cũng là thần thông nói đến trình độ ở phương diện này dược sư nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất lúc còn ở trong tàn lão thôn trưởng thôn đã từng nói rồi nếu như dược sư có thể dùng thủ pháp luyện đan của hắn vào trong chiến đấu Vậy thì đạo pháp thần thông của hắn sẽ có bước tiến triển nhanh chóng, nếu như kết hợp với tu vi mạnh mẽ thì Dược sư cũng có thể bước lên nơi tập trung cường giả khắp thiên hạ, nhưng mà Dược sư lại không để ý đến tu luyện, cũng không nghiên cứu đạo pháp thần thông, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nuôi một ít độc trùng rồi trồng một ít dược liệu, đến mức trở thành sự tồn tại có tu vi cảnh giới thấp nhất trong Tàn Lão thôn. Lúc này, tình hình của Tần Mục rất nguy hiểm, dược lực linh đan mà Dược sư luyện chế quá mạnh, mục đích của hắn là hóa giải tu vi của Tần Mục rồi luyện thành thiên cùng y đạo. Thế này tương đương với việc hắn đưa tay ra giúp Tần Mục vào y nhập đạo, mặc dù hắn không thích tranh chấp đấu đá, nhưng trong lòng cũng có kiêu ngạo, một lòng muốn áp đảo trường thôn và cả đám người câm, chẳng qua hắn lại không ngờ rằng hắn không những không áp chế được Thiên Cung Hoàn Mỹ khác, thậm chí đến dược lực của linh đan hắn cũng không khống chế được. Bước chân của dược sư như bay, vòng vòng chuyển động xoay quanh Tần Mục, thủ pháp luyện đan thiên biến vạn hóa càng lúc càng nhanh, mồ hôi trên trán đầm đìa, còn chưa kịp rơi xuống đã bốc hơi thành khí trắng bay lên. Hắn coi Tần Mục như là lò đan dược lực trong cơ thể tần mục thành dược liệu muốn luyện tần mục thành một linh đan bây giờ hắn mới hối hận vì sao mình không chuyên cần khổ luyện thang cấp tu vi bản thân tần mục quá mạnh lấy tần mục làm lò đan thôi thúc lò đan hình người này cần pháp lực rất mạnh dược lực trong cơ thể tần mục quá mạnh thôi thúc dược lực biến hóa thành thiên cung y đạo cũng càng thêm khó khăn lúc này hắn thở hồng hộc nguyên khí hao tổn càng ngày càng nhanh bất cứ lúc nào cũng có thế hụt nguyên khí vậy thì sẽ thất bại chỉ trong gang tấc Hắn kìm nén đến mức mà cả mặt giống như là vài đỏ vừa vớt ra ở trong thùng nhuộm, liều chết điều động tu vi của mình, định biến hóa chân nguyên thuần túy trong cơ thể tần mục thành thiên cung y đạo, chỉ có định hình thiên cung y đạo, quy tắc y đạo tiềm tàng chứa trong toàn thiên cung của bản thân mới có thể cứu được tính mạng của tần mục. Chẳng qua bây giờ hắn dùng hết tất cả sức lực, tất cả tu vi mà cũng khó mà hóa chân nguyên trong cơ thể tần mục thành thiên cung y đạo được. Phụt, dược sư phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác như nguyên khí của mình đã tiêu hao gần như không còn vậy mà thiên cung y đạo của tần mục mới chỉ xây dựng được một nửa ta có phải liều mạng cũng không thể để mục nhi xảy ra chuyện tính tình bướng bỉnh của dược sư lại trỗi dậy hắn đột nhiên nghịch chuyển công pháp thừa đốt khí huyết tiếp tục thi triển đủ loại thủ pháp luyện đan đánh vào người tần mục giúp cái lò đan hình người tần mục này luyện hóa sự lực đúng lúc này tần mục đột nhiên thoải mái giơ tay lên ngăn cản thủ pháp luyện đan của hắn lại cười lạnh nói dược sư ra ra chơi đến sợ rồi chứ gì ta biết ngay ngươi sẽ quá trớn mà lần nào ngươi luyện chế đan dược mới không phải thiếu cái này thì sẽ là thiếu cái kia dược sư ngẩn ngơ nhạy bén phát giác được thiên cung y đạo của tần mục đang trong quá trình hình thánh linh thai nguyên thần của tần mục thôi thúc thiên cung khác cùng với âm dương thái cực đồ luyện hóa dược lực còn lại hóa chân nguyên thành thiên cung y đạo phụt dược sư lại phun ra một ngụm máu tần mục vội vàng đưa tay lên phong ấn khí huyết ngược dòng trong cơ thể hắn lại đỡ hắn ngồi xuống nói dược sư ra ra bây giờ ngươi biết tác hại của việc không có tu vi chưa dược sư run rẩy chỉ ngón tay vào hắn tần mục ấn tay hắn xuống thấm thiên nói ngã một keo leo một nấc nếu như không phải ta giữ lại vài phần tu vi để phòng ngừa tình huống bất cứ lúc nào vậy thì chẳng phải ngươi dẫn mệt chết sao giọng nói của dược sư run rẩy rõ ràng là ngươi biết mình có thể luyện hóa dược lực còn để ta mệt đến mức nôn ra máu thế này trước kia dược sư ra ra thường xuyên hố ta ta cũng học theo ngươi thôi tần mục nhanh chóng lấy ra một chút linh dược điều phối dược liệu luyện chế linh đan để bồi bổ nguyên khí và khí huyết của hắn cười nói nếu lần này không dọa ngươi một chút sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chịu thiệt bây giờ ngươi biết sai rồi sau này mới biết nỗ lực tu hành tranh thủ mạnh mẽ giống như ta đồ bất hiếu dược sư vừa mới nói đến đây đã bị tần mục nhét một viên linh đan vào miệng tức giận nói ta không ăn tần mục giơ một ngón tay ra nhẹ nhàng khều khều vào cổ họng hắn dược sư không tự chủ được nút linh đan xuống ngón tay tần mục mối lượn như gió liên tục điểm vào ngực bụng của hắn giúp hắn luyện hóa dược lực ngươi đừng có dở tính trẻ con ra nữa tuy chuyện này là ta tính toán ngươi nhưng nhỡ đâu sau này ta thật sự gặp cục diện chắc chắn sẽ chết người lại chẳng có năng lực đầy đủ hóa giải dược lực để cứu ta thì sao đây đương nhiên ta mạnh như thế này chắc chắn sẽ không gặp phải loại cục diện đó rồi nhưng mà trưởng thôn à hắn còn chưa mạnh bằng ta đâu hắn biết quan hệ giữa dược sư với trưởng thôn là tốt nhất dẫn dắt từng bước nói nếu như trưởng thôn bị trọng thương sắp chết người có thuốc cứu hắn nhưng lại không có đủ pháp lực để giúp hắn thôi hóa dược lực vậy chẳng phải là phải nhìn hắn chết trước mặt ngay sao dược sư khôi phục được chút tinh thần tức giận thở hổn nói Ngươi nguyền rủa trưởng thôn người bất hiếu trưởng thôn đau lòng biết bao tần mục điều động tu vi của bản thân luyện hóa hết dược lực còn thừa trong cơ thể cười nói ta chỉ nói ví dụ cũng không phải nguyền rủa hắn ngươi đừng nói mò kiếm của trưởng thôn chọn ngươi tần mục vội vàng đứng dậy ta còn có chuyện phải rời khỏi tổ đình một khoảng thời gian dược sư ra ra ngươi ở lại đây từ từ dưỡng thương cố gắng tu hành thăng cấp thực lực ta đi trước đây hắn vội vã rời đi trong lòng vô cùng vui vẻ lại có thêm một tòa thiên cung y đạo, khoảng cách giữa ta với cảnh giới giao chỉ càng ngày càng gần rồi. Dược sư Gia Gia cũng cố gắng tu hành, nâng cao tu vi, Ừm, chín lão tả lão thôn, giờ chỉ còn Gia Gia thọt chân với mã Gia Gia không chịu thua kém, phải làm sao để tôi luyện bọn họ đây? Vẻ mặt hắn tươi cười, gọi Long Kỳ Lân và Yên Nhi dặn dò, ta định lấy viên của thần noãn cầu được ước thấy kia xuống, để lại trùng bảo của 28 chư thiên. Người là Long Sơn Tán Nhân, thiên hạ đệ nhất thiên sư, cũng là chủ nhân của hư không mẫu thú, điều khiển hư không thú bên trong tổ đình các ngươi ở lại đây có thể bảo vệ an toàn cho vùng bảo địa này long kỳ lân vội vàng hỏi lần này giáo chủ đi bao giờ mới quay về tần mục suy nghĩ một chút nói nhanh thì một năm lâu thì ba năm 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 trong lòng long kỳ lân có chút lo sợ tên gọi long sơn tán nhân này ít nhiều có chút không thực mặc dù có trận pháp đại sư là người mù ở đây hắn vẫn cảm thấy không có đủ sức mạnh phục vụ giáo chủ thì dễ dàng phục vụ lão gia mù thì khó lão gia mù nhanh trí xảo quyệt hắn cảm nhận được có mối nguy đang đến bản thân phục vụ người ta chỉ sợ phải chịu được một phen khảo nghiệm vô cùng lớn tần mục tìm người mù với người câm lại giao phó chuyện luyện chế lưu ly thanh thiên tràng cho bọn họ một lần nữa người câm cười nói bác đế phung phí của trời luyện món bảo vật này lung ta lung tung ta đã ngứa mắt từ lâu chắc chắn phải luyện lại một phen người cứ yên tâm tần mục phi thân lên lấy viên cổ thần noãn bên trong lưu ly thanh thiên tràng xuống để vào bên trong tần tự đại lục thầm nghĩ đạo ngữ thái thủy ta đã phá giải được bảy tám phần Bây giờ có thể thông qua đạo ngữ thái thủy để suy đoán đạo ngữ của viên cổ thần noãn cầu được ước thế này, cuối cùng hai cổ thần trong trứng đang trao đổi cái gì thì biết được ngay. Hắn đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc trời đã tối, tần mục lấy đèn lồng đang định rời đi, đột nhiên đất rung núi chuyển, bên ngoài thập vạn hắc sơn là cảnh tượng vũ trụ sụp đổ hủy diệt vô cùng khủng bố. Trong thập vạn hắc hơn, thần nhân trong tổ đinh kinh hoàng nhìn ra ngoài, âm thanh của long kỳ lân truyền đến từ nơi xa, mọi người đừng sợ hãi đây chỉ là cảnh tượng lúc vũ trụ năm nào hủy diệt thôi tổ đình không có thay đổi gì cả tần mục nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm cầm đèn lồng bước qua thập vạn hắc hơn rời khỏi phạm vi bảo vệ của lưu ly thanh thiên tràng bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim trong trước mắt lúc hắn dẫm lên thập vạn hắc hơn đột nhiên hắn sợ sởn cả tóc gáy trong lòng sinh ra cảm giác kinh hoàng vô hạn hắn nghe thấy vũ trụ này đang kêu gào thảm thiết đang đứt đoạn thần của thế giới này đang khóc lóc đau khổ nơi này tuyệt đối không phải ảo giác mà là hắn thực sự đã bước vào cái năm mà vũ trụ bị hủy diệt ở trước mắt hắn là toàn bộ vũ trụ hủy diệt cảnh tượng khi tất cả vật chất đều đang quy về năng lượng vô cùng kinh hoàng ở phía trước lối sức mạnh đáng sợ tất cả đạo pháp thần đều vô dụng thậm chí ngay cả bản thân tần mục cũng cảm nhận được đại đạo của mình đang sụp đổ đang tan rã đang hóa thành năng lượng cơ thể của hắn hoàn toàn vô dụng ở trước mặt luồng dao động hủy diệt đáng sợ này nguyên thần của hắn cũng đang xé rách hắn ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy một gốc cây đại thụ cao chót vót vô cùng cổ xưa đang đứng ở trong vũ trụ hủy diệt xanh ung tươi tốt ngàn vạn tia sáng hào quang đang lượn lờ đây là bản thể của đại hắc mục. hắn muốn trở về gốc cây thần thụ kia nhưng mà vừa nhấc chân lên thì đã thấy bàn chân đã hóa thành cho bụi sắc mặt tần mục lộ ra vẻ hoảng sợ linh quang đột nhiên trượt lóe vội vàng lấy ra viên cổ thần noãn cầu được ước thấy kia mà viên cổ thần noãn kia vừa lấy ra đã cảm ứng được dị trạng ở trước mắt dường như cũng biết tai họa đến nơi rồi vô số phù văn đại đạo tuyệt đẹp trong trứng bay ra, ngăn cản chấn động khủng bố của vũ trụ hủy diệt này. Tần Mục lập tức cảm nhận được áp lực nhẹ đi, thôi thúc bá thể tam đan công, bàn chân nhanh chóng mọc ra, xương cao cổ thần noãn, xông về gốc cây thần thụ, đạo âm trong cổ thần noãn truyền đến vang dội, từng trận đạo âm ngăn cản tấn công diệt thế, một người một trứng giống như hai tia sáng xông vào bên trong thần thụ, cổ thần noãn phẫn nộ, mặc dù biết rõ Tần Mục đưa nó vào cảnh nguy hiểm này, nhưng lúc này cũng không thể không dựa vào hắn năng lượng của vũ trụ tiêu diệt càng ngày càng kinh khủng khoảng cách của tần mục với thần thụ nhìn như rất gần nhưng thực ra là rất xa năng lượng vô cùng kinh hoàng kéo tới đè ép cổ thần noãn phát ra những tiếng tanh tách giòn tan viên cổ thần noãn này bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát tần mục gầm lên giận dữ dồn hết tất cả sức lực vào hai chân điên cuồng xông lên phía trước tốc độ tăng lên đến cực hạn hắn cảm giác như không gian không còn tồn tại nữa ở trong tốc độ nhanh đến cực hạn này không có cái gọi là không gian không có cái gọi là thời gian Cuối cùng hắn cũng đã xông đến dưới gốc thần thụ, mà lúc này, một luồng năng lượng hủy diệt trời đất chấn động kéo tới, nghiền nát khu vực bình yên mà cổ thần Noãn đang chống đỡ, nghiền đến mức viên cổ thần Noãn nổ đùng đùng, từng mảnh vỏ trứng vỡ vụn từ bốn phương tám hướng bay ra, thậm chí còn bắn lên mặt của Tần Mục, hắn vung một tia sức lực cuối cùng xông về phía gốc thần thụ, hai tay dương cao một mảnh vỏ trứng lớn, thần quang ngút trời bên trong vỏ trứng chiếu lên thần thụ rất nhiều màu, trong khoảnh khắc lúc hắn vừa mới xông đến dưới gốc thần thụ, đất trời đột nhiên u ám, giống như là từ một vũ trụ bước vào vũ trụ khác vậy tần mục thở phào nhẹ nhõm trong lòng biết rằng mình đã quay trở về đại hắc sơn rồi hai chân mềm nhũn bước chân lảo đảo tiếp tục xông về phía trước cả trăm dặm mới có thể ngừng lại đột nhiên hắn chỉ cảm thấy hai tay nhẹ bẫng vội vàng ngừng đầu nhìn lên chỉ thấy bên trong nửa vỏ quả trứng này trống không chỉ còn lại chút dịch trứng còn cổ thần bên trong quả trứng thì đã không cánh mà bay tần mục ôm lấy vỏ trứng to lớn cùng ít dịch trứng này trong lòng ngạc nhiên vội vàng nhìn xuống bốn phía nhưng lại không thấy bóng dáng của cổ thần. Rốt cuộc thì cổ thần này là ở vũ trụ trước, hay là thừa dịp lúc ta trốn về cũng đã chạy đi rồi. Tần mục định thần lại, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nếu như cổ thần ở lại vũ trụ trước, vậy chắc chắn đã bị chôn vùi cùng với vũ trụ kia, chết không còn xác rồi. Nếu như nó cùng chạy trốn quay về cùng với mình, vậy thì chắc chắn sẽ ghi hận việc mình suýt chút nữa thì mang theo nó cùng mất mạng. Hơn nữa nó còn chưa trưởng thành đã bị ép xuất thế, bất kể là đạo hạnh hay là thực lực đều kém hơn rất nhiều so với thể trưởng thành kết thù lớn rồi hắn vô cùng lo lắng hắn liều mình như vậy để tìm hiểu phù văn đại đạo của thái thủy noãn ngoài để giải cứu lăng thiên tôn và ngụy tùy phong ra hắn còn muốn biết vị cổ thần này với thái thủy đang nói với nhau những chuyện gì bây giờ mặc dù hắn đã phá hủy phù văn đại đạo thái thủy nhưng mà cổ thần cầu được ước thấy bên trong chứng lại trốn thoát rồi hơn nữa còn kết thù lớn như vậy chỉ sợ sau này sẽ tìm cớ gây sự chỉ mong nó đã chết ở vũ trụ trước ái trà dịch chứng này thơm quá đột nhiên tần mục thèm nhỏ rãi bưng vỏ trứng lớn lên, rẻ rặt nếm thử một miếng, thơm quá, chẳng trách vị cổ thần này lại không muốn chui ra khỏi trứng, hỏng bét, một miếng này hơi nhiều, hình như không luyện hóa được rồi. Ngày hôm sau, sắc trời tảng sáng, bầu trời bên ngoài thập vạn hắc sơn sóng yên biển lặng, cuộc phá hủy trời đất khủng bố dần biến mất, tất cả tổ đình vẫn như thường không có bất kỳ biến hóa nào, tần mục ôm bụng, nhíu chặt lông mày, đêm qua hắn hút một ngụm dịch trứng, bây giờ bụng nặng trình trịch, càng ngày càng không thoải mái trong bụng lúc thì giống như là có thiên hà sôi sục mãnh liệt lúc thì giống như có cự thú rời rông lớp biển lúc lại vô cùng nặng nề giống như mang thêm hàng trăm ngọn núi tu di có lúc lại giống như ẩn giấu mặt trời nướng lục phủ ngũ tạng hắn như là than dường như một ngụm dịch trứng kia có thể biến hóa thành vô số loại hình thái trong cơ thể hắn căn bản không có cách nào tiêu hóa được hắn có thể cảm giác được có năng lượng vô cùng sôi trào cuồn cuộn trong dịch trứng nhưng mà không những không thể luyện hóa trái lại còn trở thành gánh nặng của hắn sau này không thể ăn mấy thứ linh tinh được Dịch chứng này còn độc hơn cả linh đan của dược sư gia gia nữa, nhưng mà thơm quá. Chán tần mục toát ra mồ hôi lạnh, đang muốn đi đến tổ đình, đột nhiên nhìn thấy một ngọn núi nứt ra, có một nữ tử trẻ tuổi diện mạo xinh đẹp sách một thùng nước đi đến đỉnh núi bên này. Tim tần mục trượt lệch một nhịp, làm lễ chào hỏi nói, thái dịch đạo huynh, nữ tử kia chính là thái dịch, nhìn thấy hắn không khỏi lắc đầu nói, đạo hữu, tối qua ngươi tới vũ trụ đấy à, ngươi cũng gan dạ thật đấy, thế mà lại dám bước ra khỏi đại hắc sơn lúc trời tối cũng bởi vì duyên cớ của ngươi mà thái tố cũng xuất thế trước nhân quả ngươi kết với nàng ta quả thật không nhỏ tần mục cố nén đau bụng kịch liệt nói đạo huynh có biết nó trốn ở đâu không nữ tử lắc đầu đáp ta biết nhưng ta không thể nói cho ngươi ngươi mưu đồ làm loạn tần mục cao mày nữ tử kia cười nói ngươi ăn dịch chứng của nàng đó là thứ của nàng khi thành đạo nhân quả này lại càng sâu hơn rồi tần mục khiêm tốn thỉnh giáo hỏi hóa giải đoạn ân oán này như thế nào không hóa giải được nữ tử lắc đầu nói vốn dĩ bởi lẽ chuyện thái tổ xuất thế mà trong lòng nàng luôn tồn tại hoài nghi hơn nữa còn bị tạo vật chủ đào ra cho nên không có tín nhiệm đối với bất kỳ ai cả nàng còn có dã dạ tâm xung đột với các ngươi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi mục thiên tôn trái lại lại ta có thể dạy ngươi phương pháp hóa giải dịch chứng trong lòng tần mục khẽ động nữ tử lại tiếp tục nói thái tố xuất thế trong mạch khoáng thái tố nàng hấp thu năng lượng của thạch thần thái tố và nguyên thạch thái tố là có thể luyện hóa dịch chứng nắm chắc đại đạo thái tố Ngươi dùng Thạch thần thái tố là có thể hóa giải năng lượng ở bên trong dịch chứng rồi." Tần Mục cúi người cảm tạ, nữ tử kia cười nói, "Ta cũng vì nghĩ cho tương lai nên mới chỉ điểm cho ngươi, hơn nữa ta cũng đã chiếm hời của ngươi rồi, cho dù ta không nói cho ngươi thì ngươi cũng nhanh chóng biết được tác dụng của Thạch thần thái tố thôi." Dứt lời, nàng xách thùng nước đi về phía vết nứt bên trên Hắc Sơn. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đã đến đó, nhìn thấy Tần Mục vẫn còn ở trong thập vạn Hắc Sơn, Long Kỳ Lân vội vàng chạy đến, Tần Mục phân phó, khuyên bảo tất cả mọi người tuyệt đối không được ra ngoài vào ban đêm nếu không thì hẳn là sẽ chết không thể nghi ngờ nhớ kỹ nhớ kỹ long kỳ lân giật nảy mình kêu thất thanh giáo chủ người đi ra ngoài ban đêm ư sắc mặt tần mục ứng đỏ nói đừng hỏi long kỳ lân nhìn chằm chằm vào bóng người hắn đã đi xa thầm nghĩ chuyện ban đêm không thể đi ra ngoài ta đã nói với tất cả mọi người từ lâu rồi ngay cả cái tên nghịch ngợm Giang vân gian kia cũng không đi ra ngoài chỉ có tên hay tò mò như giáo chủ sau khi nhìn thấy khủng bố vũ trụ hủy diệt mà còn dám hóc tấp chạy ra ngoài. Mạch khoáng thái tố, hẳn là mạch khoáng kia của nữ tân thị, địa bàn của cung thiên tôn, tần mục trầm ngâm, lấy khối thạch thần thái tố mà cung thiên tôn đưa cho, thưởng thức một phen, khối thạch thần này hình lập phương, chẳng qua bên trong đó mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa, nội không ra nội, ngoại không ra ngoại, phân trên nội ngoại trở nên mơ hồ, trước kia đi vào tổ đình, tần mục lấy lưu ly thanh thiên tràng cắm trên đầu hư không thú, nơi đầu tiên hư không thú tới chính là mạch khoáng thái tố cũng tức là nói chắc hẳn khối thạch thần này phải gọi là thạch thần thái tố thần noãn bên trong lưu ly thanh thiên tràng thì gọi là thần noãn thái tố mục đích của thần noãn thái tố chính là mạch khoáng thái tố có được thạch thần với nguyên thạch ở trong mạch khoáng nàng mới có thể luyện hóa dịch chứng thuận lợi xuất thế cung thiên tôn đã đồng ý với ta rằng sẽ chia một phần thạch thần thái tố cho ta vốn dĩ ta còn đồng ý với nàng sẽ thăm dò bí ẩn của thạch thần thái tố có điều bây giờ đã hút mất một ngụm dịch chứng chỉ sợ không có cách nào nghiên cứu công dụng của thạch thần thái tố nữa hắn nắm chặt thạch thần thử hấp thu sức mạnh bên trong thạch thần không ngờ khối thạch thần nhìn như không có bất kỳ vật chất nào vậy mà chui vào cánh tay của hắn xuôi theo cánh tay nhanh chóng chui vào trong bụng trong lòng tần mục kinh ngạc nguồn dịch chứng bên trong bụng hắn vẫn đang thay đổi thất thường như cũ nhưng thạch thần thái tố vừa đến thì lập tức xảy ra một cảnh tượng kỳ diệu dịch chứng thiên biến vạn hóa mà thạch thần thái tố cũng đang biến hóa đối lập với dịch chứng hai cái này mỗi cái biến hóa một lần Tần Mục lập tức cảm giác được một loại đạo vận mơ hồ vô cùng huyền diệu từ đáy lòng vang lên, một luồng sức mạnh hoàn hảo ập tới, thông suốt khắp toàn thân, thông suốt thần tàng, thiên cung, không chỉ có vậy, nguyên thần của hắn cũng đột nhiên bắt đầu biến hóa hư hư thực thực, lúc thì đông cứng thành thực chất, lúc thì hư vô, thạch thần thái tố đang từ từ thu nhỏ, di chứng cũng càng ngày càng ít, dần dần, Tần Mục cũng hiểu một chút về đạo thái tố, thái tố này cũng là khởi đầu của chất, là quá trình năng lượng chuyển biến thành vật chất, từ có hình trở thành có chất năng lượng hóa thành vật chất có hình, vì vậy mới có thể cầu được ước thấy, bởi vì mọi người đều muốn thần Noãn Thái Tố cầu xin khả năng biến hóa bên trên vật chất, vì thế thần Noãn Thái Tố có thể làm được cầu được ước thấy, điều này không giống đạo thái thủy, Tần Mục nghiên cứu thái thủy Noãn, đạo thái thủy cũng có không ít thành tựu với đạo thái thủy, đạo thái thủy là phương pháp hóa năng lượng thành hữu hình vô chất, không có vật chất, bởi vậy có thể phá giải được vật chất của Lăng Thiên Tôn là thần thông bất dịch, đạo thái sơ, chắc hẳn là tiên thiên nhất khí chỉ có năng lượng không có vật chất tiên thiên nhất khí là cương lĩnh chung của tất cả đại đạo tiên thiên vì thế thái sơ vừa xuất thế thì đã là lãnh tụ của tất cả cổ thần trở thành cổ thần thiên đế là lẽ đương nhiên chẳng qua hắn bị thái đế làm dơ bẩn cho nên không đạt được hình thái hoàn mỹ tần mục suy nghĩ phút chốc đạo thái cực thì là quy luật âm dương hóa thành vạn vật vì vậy trong mạch khoáng thái cử sinh vật với vật chất biến hóa thành đủ loại hình thái cỏ cây có thể biến thành cự thú người vật có thể biến thành núi đá luôn luôn thay đổi hình dạng trạng thái huyền diệu tuyệt vời chắc hẳn cổ thần bên trong bốn mạch khoáng lớn này không phân theo quy luật cao thấp chỉ có trưởng thành xuất thế đã là đạo của vạn đạo là vạn thần trí tôn còn thái dịch thì cao hơn một bậc thái dịch vô hình vô thái vô chất vô khí có thể hóa thành vạn vật có thể xuất hiện ở bất kỳ một thời kỳ lịch sử nào có thể biến thành bất kỳ người nào hắn lại là cổ thần cổ khoáng đầu tiên xuất thế hoàn mỹ cảnh giới của hắn đã khó có thể lý giải được thạch thần thái tố đã biến mất dần gần như không còn mà dịch chứng trong bụng hắn chỉ tiêu hao một phần mười để hắn không phải cong mày nếu đã như vậy muốn rời khỏi tổ đình thì trước hết phải tới mạch khoáng của cung thiên tôn một chuyến nhận lấy một phần mười thạch thần thái tố rồi nói sao, hắn quay ngược hướng đi về phía mạch khoáng thái tố trong thập vạn hắc sơn nữ tử thái dịch long kỳ lân với yên nhi đang vá lại vết nứt ở hắc sơn xong xuôi rồi sách thùng nước rời đi đột nhiên thái dịch dừng bước chân cười nói thái tố đạo hữu kính chào nàng vừa dứt lời một nữ tử cao gầy lạnh lùng như băng bước ra từ trong bóng tối ở hắc sơn ánh sáng đằng sau xanh thẫm giống như là than biến hóa hư thực không thể đoán được chẳng qua ánh sáng đại đạo của nàng cũng không hoàn chỉnh khiếm khuyết rất lớn ở đây thiếu một phần ở kia thiếu một đoạn thần nữ kia khẽ cao mày hỏi ta tên là thái tố sau này mọi người sẽ gọi ngươi như vậy thái dịch cười nói sở dĩ ta hóa thành thân thể nữ tử là để đến gặp ngươi đều là nữ tử khả năng nói chuyện khá dễ thần nữ thái tố không quan tâm đến chuyện này nói đạo huynh thật có lòng đạo huynh vị mục thiên tôn này làm rằng làm bậy vì sao ngươi còn tha cho hắn chuyện hắn làm ngang ngược biết bao hắn phó hủy thần loãn của ta phá hỏng tu hành của ta cướp lấy nguyên dịch của ta thù này ta với hắn không đợi trời chung chúng ta cùng gốc xuất thế đáng ra ngươi phải giúp ta mới phải thái dịch cười nói đạo hữu chúng ta đều là thần thánh tiên thiên bản thân chính là đạo tâm thế tục tu hành cũng thấp ngươi hà tất phải tính toán chi ly với hắn thái tố lắc đầu ngươi đã thành đạo rồi vì vậy ngươi mới có thể rộng lượng thản nhiên tới như vậy nhưng cơ duyên thành đạo của ta bị phá hủy ta tuyệt đối không tha thứ cho hắn chúng ta đều là thần thánh vừa ra đời đã định trước là làm chúa tể của trời đất kẻ thống trị vũ trụ ngươi nhìn đạo hữu thái sơ xem hắn vinh quang biết bao thần thông quảng đại thế nào có hoài bão lớn thì thi triển ngay có thủ hận thì phải tắm máu nếu không thì cần một thân bản lĩnh có tác dụng gì chứ thái dịch cao mày trải đời quá sâu cách đạo càng xa thái tố đạo hữu nhỡ trần tục của ngươi quá nặng chỉ sợ là đối với người có trở ngại lớn thái tố cười lạnh đạo huynh ta không sánh được với bản lĩnh với thần thông của ngươi nhưng người cũng đừng ngăn cản ta thủ này ta nhất định phải báo nữ tử thái dịch khuyên bảo ngươi mưu đồ bí mật bàn bạc với thái thủy đoạt lấy thiên hạ như nào thống trị chư thiên vạn giới ra sao diệt trừ kẻ bất đồng như nào chính là bởi vì có nguyên nhân này ngày nay hắn mới có cái kết quả này hà tất phải tiếp tục sai càng thêm sai vẻ mặt thái tố khẽ thay đổi phẫn nộ nói nơi ta bàn bạc với thái thủy là ở trong mắt của tiểu tử, tử kia thậm chí hắn cũng không biết vậy mà ngươi lại biết có thể thấy rằng ngươi thần thông thâm sâu khó lường nhưng nếu như ngươi đã biết chuyện này có lẽ ngươi cũng biết ta gặp chuyện tai họa không thể không xuất thế trước vì sao không ngăn cản hắn sớm một chút đạo huynh ngươi quá bất công nàng cười vô cùng tức giận phất tay áo nói bây giờ ta muốn giết sạch tất cả mọi người ở trong hắc sơn này trước là rửa sạch mối hận trong lòng ta sau đó quay về mạch khoáng của ta giết hết tất cả mọi người ở đấy người muốn ngăn cản ta sao nữ tử thái dịch đặt thùng sắt nhỏ xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bên cạnh cây vũ trụ không cho phép người láo xược ta có thể nhìn hết tất cả quá khứ tương lai chỉ riêng nơi này là không nhìn thấy nơi này là căn nguyên tai biến ngươi dám làm loạn ở đây nếu như phá hủy nơi này ta không thể không ngăn cản ngươi ánh mắt thái tố lộ ra tia sáng hung ác đang muốn ra tay thì đột nhiên thái dịch cong tay búng một cái thái tố lập tức cảm thấy đất trời xoay chuyển bay ra khỏi thập vạn hắc sơn không biết rơi xuống nơi nào thái dịch thở phào nhấc thùng nước rời đi si tâm quá nặng cũng khó mà thành đạo đạo hữu khó kiếm một mình ta hết lần này đến lần khác không ngăn cản nối thái tố ngã xuống chỉ cảm thấy choáng váng một lúc lâu sau mới hồi phục được nộ khí ngút trời hận quát quả nhiên là cái đồ khốn nạn đối xử bất công được thôi ta cướp lại mạch khoáng trước đó sau đó sẽ đi giết tiểu tử kia rửa hận nàng đang đằng sát khí sông về phía mạch khoáng nữ tân thị đợi nàng đến được lãnh địa của cung thiên tôn nhìn từ xa vẻ mặt không khỏi khẽ biến sắc chỉ thấy một thần binh đang treo ở trên không trung của mạch quáng thái tố chấn áp tất cả hình dáng thần binh kia gần như là hình nón biến hóa vô hình không ngừng phân chia bỗng nhiên lại tập hợp lại cùng với nhau dựng thẳng ở nơi đó dù nhọn hướng xuống dưới cực kỳ đáng sợ bây giờ thực lực của ta không đủ chỉ sợ không có cánh nào xông vào được bảo vật này lợi hại như thế nếu như ta mạnh mẽ xông vào chỉ sợ trái lại sẽ gặp phải chuyện chẳng lành thái tố trần trừ một chút quay người lại rời đi đã như thế vậy thì ta sẽ đi tìm vị đạo hữu ở trong mạch khoáng thái cử. vị đạo hữu kia chỉ điểm cho tên tiểu tử này đi đến bên cạnh gốc cây của vũ trụ cố ý hãm hại hắn nhất định sẽ ăn nhập với ta chân trước của thái tố vừa đi chân sau của tần mục đã rời khỏi lãnh địa của cung thiên tôn thà thiết đưa tiễn một vị nữ đế cười nói tư hoa xin dừng bước nữ đế kia là đệ tử của cung thiền tôn tên là niền tư hoa nói mục thiên tôn gia sư có mệnh phải kính trọng ba phần đối với mục thiên tôn cho dù mục thiên tôn dẫn đầu nhân hoàng của nhân hoàng điện đến chặn cửa ta cũng ân cần nhanh đón ân cắn đưa tiễn tần mục cười ha ha nói nhận được khoản đãi xin dừng bước dứt lời thì lướt đi niên tư hoa nhìn theo hắn đi xa hơi nhíu mày thấp giọng nói thật sự không biết sư tôn nghĩ như thế nào vậy mà lại tặng cho hắn thần thạch vô cùng khó khăn lắm mới có thể đào ra mục thiên tôn này ngoài miệng ba hoa không có lời gì là thật vừa nhìn đã biết là hạng người nói năng tùy tiện cũng là một loại người với âm thiên tử sư tôn chưa có bị hắn lừa tiền gạt sắc tần mục nhận được tám khối thái tố thần thạch từ chỗ niên tư hoa cảm thấy mỹ mãn luyện hóa tám khối thần thức này thì chắc hẳn có thể luyện hóa được một ngụm dịch trứng mà ta hút kia rồi cùng lắm chỉ còn lại một ít nhưng cũng không đáng lo hắn lấy một khối thái tố thần thạch ra bàn tay khẽ siết chặt thái tố thần thạch dần dần biến mất xuất hiện ở trong bụng của hắn dịch trứng kia ngoan cố không thay đổi kia cũng biến hóa tương ứng tần mục cảm thụ đạo vận của đạo thái tố chỉ cảm thấy rằng tu vi tự tăng lên cũng hiểu rõ thêm đủ loại phù văn đại đạo thái tố, trong lòng vô cùng sảng khoái, ta nghiên cứu thái thủy chi noãn trong thời gian dài như vậy, lúc này mới nghiên cứu ra phù văn thái thủy, thế nhưng trong phù văn thái thủy chắc chắn vẫn còn có tồn tại tầng thứ sâu hơn phù văn đại đạo, mà chỉ luyện hóa dịch chứng, đã có thể lý giải nhiều phù văn đại đạo thái tố như vậy, nếu có thể bật mở thái thủy chi noãn, lấy thái thủy thần thạch luyện hóa dịch chứng thái thủy, vậy thì chắc chắn sẽ nhận được kết quả tu luyện gấp đôi một nửa so với việc nỗ lực tu luyện, hắn không nén nổi suy nghĩ lập tức lắc đầu thái thủy chi noãn vô cùng cứng rắn cho dù là sự tồn tại của đại đế đỉnh phong như ngụy tùy phong cũng không cách nào tách nó ra trái lại bị chấn nát ba đầu ngón tay đương nhiên tần mục cũng không làm được mà thái tố chi noãn dựa vào uy năng đáng sợ mà hủy diệt vũ trụ trước đó mang đến mới khiến thái thủy chi noãn vỡ vụn loại tình huống khủng bố kia tắn mục tuyệt đối không muốn trải qua một lần nào nữa hắn mang theo đèn lồng của người thiên tôn đi về phía vết nứt trên bầu trời tổ đình xuyên qua phong ấn do chính mình để lại Tần mục quan sát cầu linh năng đối thiên mình để lại bên ngoài tổ đình, tỉ mỉ quan sát một lần, gửi lệnh nói, cái cầu này bị phá hủy 8 lần, gần như hồng thiền tôn, hiểu thiên tôn và cung thiền tôn sẽ không phá hủy cầu của ta, như vậy người động thủ sẽ là thiên tôn khác, mà lần thứ 8, hẳn là tiểu nương bì vân sơ tụ kia, hắn nhớ tới vân sơ tụ thì không thể không nhớ tới cung chủ của tạo phụ thiên cung thạch kỳ la, cái tên hắn tử khôi ngô trên mặt đầy sâu quay nón kia, tán mục lắc đầu, leo lên cầu linh năng đối thiên cây cầu linh năng đối thiên này kết nối với diên khang chờ cho đến khi hắn đi ra khỏi cầu linh năng đối thiên thì đã đi tới phụ cận kinh thành diên khang tần mục thở phào nhẹ nhõm đi vào kinh thành thì thấy linh dục tú thế là nói tới trải nghiệm trong tổ đình linh dục tú nói ngươi cứ ở trong cung mấy ngày trước đã chờ luyện hóa xong dịch chứng kỳ lạ kia thì đi cũng không muộn tần mục thấy cũng đúng vì vậy ở tạm lại ở trong cung linh dục tú tìm đến hắn ngay sau khi đã xử lý xong triều chính thì nhìn thấy tần mục đang ngẩn ngơ xuất thần ngồi nghỉ mát trong ngực hoa viên Linh Dục Tú bước đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, phát tay bảo các cung nữ tản đi, cười nói: "Quốc sư đang suy nghĩ cái gì thế?" "Ta đang suy nghĩ đến chiến sự của Thái Hư." Tán Mục suy tư nói: "Mặc dù vùng đất Thái Hư hiểm ác, nhưng cũng khó có thể ngăn cản được sự tiến công của Thiên Đình, thực lực của Thiên Đình quá mạnh, công phá cùng đất Thái Hư là chuyện sớm muộn. Hiện tại quyền khống chế hư không thú nằm trong tay Long Kỳ Lân, ta có nên để Long Kỳ Lân mang theo hư không thú tới Thái Hư chinh chiến hay không?" Linh Dục Tú suy nghĩ một chút, nói: "Nếu Thái Đế xuất hiện trong Thái Hư, liệu Long Kỳ Lân có thể bảo vệ được mẫu thú không? Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề nan giải này. Hai người ngồi trong đình hóng mát thưởng thức phong cảnh, đều không nói gì. Quý trọng thời khắc yên tĩnh khó có được này. Tán mục đứng dậy cởi giày ra, ngồi bên cạnh đình nghỉ mát, chân đặt trong nước. Linh dục tú cười nói, ngươi vẫn còn tính cách của tiểu hài tử sao? Coi chừng chân thối hun chết cá của ta. Tần mục vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, cười nói, ngươi cũng tới đây ngồi cùng đi. Linh dục tú lắc đầu, ta hiện tại là hoàng đế, giống như ngươi thì còn thành thể thống gì nữa xung quanh không có ai linh dục tú trần trừ chốc lát nhìn chung quanh một cái lúc này mới cởi giày ngồi bên cạnh hắn thật cẩn thận bỏ chân vào trong nước thở phào nhẹ nhõm tự tại đã rất nhiều năm ta đã không cởi giày trước mặt mọi người tần mục kề ha ha đột nhiên linh dục tú tựa vào vai hắn hai người bốn chân vỗ mặt nước một lát sau linh dục tú tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi tần mục vẫn không nhúc nhích nhìn nàng đang ngủ say lúc linh dục tú tỉnh lại đã là hoa đang vừa lên cuống quýt nhảy dựng lên, oán giận nói, sao ngươi không đánh thức ta? Tần mục cười nói, ta thấy ngươi quá mệt mỏi, vì vậy không đánh thức ngươi, vừa rồi còn có một ít cung nữ tới nơi này, bị ta đuổi trở về. Linh dục tú vội vàng mang giày vào, nói, các nàng đến thúc dục ta tới ngự thư phòng, ta vẫn còn chưa phê duyệt tấu trương, phải qua đó làm thôi. Tần mục đứng dậy mang giày vào, nói, ta đi với ngươi. Linh dục tú lắc đầu, để cho đám quan thanh liêm kia nhìn thấy người giúp ta phê duyệt tấu trương thì lại báo lên triều đình nói người can chính muốn giết chết người Tân mục cười nói còn có quan thanh liêm cơ à nhiều lắm để ta đi với người quốc sư như ta cũng đã có mười mấy năm không để ý tới triều chính rồi đám quan thanh liêm kia thích nói thì để cho bọn họ nói đi cùng lắm thì ngươi giết chết bọn họ sau đó lặng lẽ gửi bọn họ đến nơi nào đó ngươi có ghi thủ không đấy tất nhiên là có truyền thống linh gia không thể vứt bỏ được hai người ở ngự thư phòng phê duyệt tấu trương sắc trời thấm thoát đã tờ mờ sáng một con kê bà long kiểu lên cục tác tiếp theo những kê bà long khác cũng hướng về phía đông mà gáy linh dục tú ngáp một cái cuống quyết nói ta đi rửa mặt trước ăn chút gì đó lập tức sẽ lên chiều đi trễ thì lại cãi nhau tối mày tối mặt mất tần mục cũng đứng dậy muốn ôm nào một cái thì thấy các cung nữ cầm vật rửa mặt đi vào đành phải nhịn xuống nói bệ hạ ta đã luyện hóa thần thạch và dịch chứng nên đi xử lý chuyện của riêng mình rồi linh dục tú lau mặt rửa tay trong chậu ngẩng đầu cười nói, ngươi đi làm việc của ngươi, cứ đi đi, nơi này có ta. Trong lòng của tán mục ấm áp, ô nhu nói, bệ hạ chú ý thân thể. Linh dục tú trong lòng cũng ấm áp, ô nhu nói, quốc sư cũng vậy, đừng để vất vả quá. Tán mục khom người, rời khỏi ngự thư phòng, ngẩng đầu nhìn lại, phía đông đã gần sáng. Hắn chỉnh sửa lại y phục, y phục quang minh chính đại, thừa dịp sắc trời còn chưa sáng sách đèn lồng của người thiên tôn đi về phía dũng giang đại sư huynh tướng sĩ trên quỷ thuyền ta đã đáp ứng các người rằng sẽ giải thoát các người ra khỏi thần thông thì không dễ dàng gì mà bây giờ rốt cuộc ta đã có thể làm được rồi chờ cho đến khi mặt trời đã lên cao hắn đã đến dũng giang tần mục đứng trên mặt sông nhưng nhìn thấy một vòng mặt trời đỏ nhảy ra khỏi mặt sông ở phía đông sóng nước của dũng giang dâng lên lan động bị mặt trời đỏ mới mọc chiếu rọi giống như hàng ngàn con cá đỏ nhảy lên mặt nước hắn thu hồi đèn lồng lấy châm cải gỗ đào của lang thiên tôn ra nhẹ nhàng trèo lên mặt sông một chiếc quỷ thuyền xuất hiện dưới mặt sông cột buồm phá vỡ mặt nước, cấp tốc lướt dưới nước, chiếc quỷ thuyền kia ẩm ấm, ấm vò ra khỏi mặt nước, trong nháy mắt phá vỡ mặt sông rũng giang nước sông lấp lánh đón ánh mặt trời mọc chiếu rọi, từng chiếc cầu vòng treo trên không quỷ thuyền, quỷ thuyền đạp gió rẽ sóng, chạy về phía tần mục, tần mục bay lên trời, hạ xuống trên sàn tàu của quỷ thuyền, sư huynh, tần mục không người chào hỏi, sư đệ, vân la đế ngụy tùy phong chào đáp lễ, lúc đứng dậy, phía sau xuất hiện hàng vạn quan tài đen những chiếc quan tài đen này lặng lặng đứng trên quỷ thuyền từng chiếc quan tài đen mở ra bên trong là từng vị tướng sĩ thần ma của vũ lâm quân đoàn bước ra tần mục lộ ra tươi cười cao giọng nói hôm nay ta đến chính là vì để thực hiện lời hứa giải thoát các chư quân từ trong trạng thái vật chất bất dịch vẻ mặt của ngụy tùy phong kích động những tướng sĩ của quỷ thuyền kia cũng đang vô cùng kích động lại không ai mở miệng nói chuyện đột nhiên phượng hoàng vũ cánh bay tới chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn một cái quan tài rơi xuống đất ngụy tùy phong khẽ nhíu mày phượng hoàng kia là phượng thu vân thu vân thần tôn dưới trướng của địa mẫu nguyên quân mà trong quan tài lại là thượng hoàng cổ thi cũng bị quỷ thuyền đồng hóa cùng lúc đó một con cây bà long thân thể khá lớn cũng thỏ đầu ra nhìn từ phía sau cung điện trên thuyền có chức kích động đó là lâm kiêu cao thủ dưới trướng của nguyên mẫu phu nhân ngoài ra long bá vương của long bá quốc vẫn luôn điên điên khùng khùng giờ phút này cũng bình tĩnh lại mà trong tòa đại điện kia trấn áp thi thể của đế hậu và tuyệt vô trần dường như tám vị long bá cũng nghe được lời này chậm rãi chuyển động đầu rồng ngụy tùy phong quay đầu lại lướt mắt một cái ung dung nói có rất nhiều yêu ma quỷ quái trên con thuyền này sư đệ phá giải quỷ thuyền chỉ sợ cũng không được sống yên ổn tần mục xúc động nói đúng vậy trên chiếc thuyền này có rất nhiều yêu ma quỷ quái nhưng nhiều mà không mạnh làng thiên tôn tự phong ấn thiên hà đồng hóa với thiên hà yêu ma quỷ quái của nơi đó mới gọi là đáng sợ sư huynh có thể bắt đầu chưa ngụy tùy phong trần trừ một chút gật đầu phượng thu vân vô cùng kích động ngọn lửa hừng hực trong mắt của long bá vương bị hóa đá hơn phân nửa bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chạy trốn tâm trạng của tần mục trầm xuống thúc giục đạo thái thủy phù văn đại đạo chảy ra từ ấn đường của hắn dần dần ngày càng nhiều bên tai mọi người chỉ nghe thấy như tiếng gọi của chư thần chúng sinh câu gọi tâm niệm cùng gọi một cái tên đó là tên của thái thủy đây là đạo âm của đạo thái thủy rất là kỳ dị lúc ngụy tùy phong đã từng thử bổ cổ thần noãn loại đạo âm này lập tức bộc phát qua ngụy tùy phong khó nén vẻ kích động có vẻ như sư đệ đã tìm được mật thư của Lang Thiên Tôn mà ta để lại cho hắn, phân tích toàn bộ thần thông bất dịch của Lang Thiên Tôn, thần thông bất dịch làm niềm đột phá, phá giải đại đạo ẩn chứa trong Thái Thủy chi noãn. lần này được cứu rồi, hắn biết rõ việc lĩnh ngộ thần thông bất dịch của Lang Thiên Tôn gian nan cỡ nào, hắn nhận được mật thư của Lang Thiên Tôn trong một thời gian dài, nghiên cứu rất lâu nhưng chưa từng phá giải được, mà thời gian mười thiên tôn của Thiền Đình nhận được mật thư của Lang Thiên Tôn lâu hơn, nhưng bọn họ cũng không hề thu hoạch được gì. Tần Mục đã phá giải sự ảo diệu trong mật thư của Lăng Thiên Tôn trong thời gian ngắn, loại thiên phú này có thể nói là thiên hạ khó tìm, mà phá giải đại đạo thái thủy ẩn chứa trong thái thủy chi noãn, vậy thì càng khó khăn hơn, độ khó so với mật thư của Lăng Thiên Tôn cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Hắn không hề biết rằng Tần Mục có thể lĩnh ngộ được mật thư của Lăng Thiên Tôn, tất cả đều không phải dựa vào thông minh tài trí của bản thân, nếu không có vô lượng kiếp kinh của lão Phật, cho dù hắn có thể phá giải được sự ảo diệu trong mật thư thì cũng sẽ mất hàng trăm nghìn năm, về mặt trí tuệ thông minh Tần Mục cũng không phải là nhân vật tuyệt đỉnh, hắn chỉ giỏi lợi dụng các loại công pháp thần thông để cải thiện chính mình mà thôi. Phù văn đại đạo của Đạo Thái Thủy càng ngày càng nhiều, sắp xếp kết hợp các loại phù văn đại đạo khác nhau, bắt đầu mơ hồ áp chế quỷ thuyền, quỷ thuyền cùng với tất cả mọi người và vật trên quỷ thuyền đều bị đồng hóa thành vật chất bất dịch, không tăng không giảm, mà hiện tại, đám người ngụy tùy phong cảm giác được vật chất bất dịch đang dần xảy ra thay đổi, nhưng vào lúc này, trong lòng của Tần Mục có phần cảm nhận được trong bóng tối có vài luồng sức mạnh đang xâm chiếm nơi này một cách lặng lẽ giống như gió sông thổi qua khiến hắn liền tục dùng mình mấy cái hắn nhìn về phía ngụy tùy phong ngụy tùy phong cũng cảm nhận được lộ ra vẻ nghi ngờ trong lòng hai người nghiêm nghị có người đang dán mắt vào quỷ thuyền quỷ thuyền chưa giấu quá nhiều bí mật bên trong không chỉ có thân thể của đế hậu còn có tuyệt vô trần mà kẻ quan tâm nhất tới việc này chính là đế hậu nương nương nguyên mẫu phu nhân còn có hạo thiên tôn và đám người hiểu thiên tôn năm đó tham dự vào đoạn lịch sử không vẻ quang kia yêu ma quỷ quái trên quỷ thuyền không tính là cái gì nhưng hiện tại mới là nhân vật lớn tần mục nắm chắc thời cơ bộc phát thần thông thái thủy trầm giọng nói sư huynh hai cơ hội ngụy tùy phong nghiêm nghị hiểu ý hai cơ hội mà tần mục nói là hai cơ hội trở về quá khứ muốn tránh được những tồn tại cổ xưa này chỉ có một biện pháp đó chính là phá giải thần thông của lăng thiên tôn trong quá khứ chỉ có trở lại quá khứ mới có thể làm cho những thiên tôn này ném chuột sợ vỡ bình không dám theo bọn họ cùng trở lại quá khứ nếu họ cũng quay trở lại quá khứ họ sẽ biến mất khí tức của ngụy tùy phong dung truyền thúc giục thần thông quỷ thuyền đột nhiên quỷ thuyền khởi hành sương mù trên sông dần dần bốc lên càng ngày càng dày đặc quỷ thuyền chạy trong sương mù đột nhiên sấm chớp trong sương mù răng rắc bổ ầm ầm ở bên ngoài thuyền sắc mặt của tần mục và ngụy tùy phong hơi thay đổi quỷ thuyền tiến vào sương mù vật chất bất dịch khiến người và vật trên quỷ thuyền bắt đầu chảy ngược trở về quá khứ nhưng sự tồn tại đáng sợ luôn ẩn núp đi theo sau vẫn chưa buông tha thế mà cũng nhân cơ hội đi theo bọn họ cũng không lên thuyền mà là đi theo sương mù tiến vào trong lòng của ngụy tùy phong trầm xuống hắn đã đồng hóa với quỷ thuyền biến thành một trình thể cho dù có ai lao liền con thuyền này hắn đều có thể dễ dàng cảm nhận được người tiến vào sương mù sợ hãi thần thông của lăng thiên tôn e sợ bản thân bị đồng hóa bởi vậy không dám đặt chân lên quỷ thuyền nhưng thực lực của người tới quá mạnh lèn vào trong sương mù vậy mà sức mạnh cường đại của bản thân kẻ đó lại bắt đầu thay đổi thành kết cấu sương mù tán mục và ngụy tùy phong cũng không biết có mấy người tiến vào sương mù có điều pháp lực của kẻ xâm nhập không chỉ đơn giản là thay đổi thành kết cấu xương mù như vậy, mục đích thật sự của người đó là để ngăn cản quỷ thuyền xuyên không, kéo bọn họ trở về hiện thực. Thần thông quỷ thuyền cũng không phải là do Lăng Thiên Tôn thi triển hoàn mỹ thần thông bất dịch, mà là Lăng Thiên Tôn sáng tạo ra quỷ thuyền, tán mục và ngụy tùy phong cùng nhau hoàn thành môn thần thông này. Đương nhiên, lĩnh ngộ của hai người bọn họ lúc ấy có hạn, cũng không thể tái hiện ra hoàn mỹ thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn. Thần thông này có chỗ sơ hở, như vậy người tới sẽ có cơ hội mang quỷ thuyền trở về hiện thực sư đệ người đi phá giải thần thông bất dịch ta đi thi triển thần thông bất dịch ngụy tùy phong quát lên trong lòng của tần mục khẽ động thi triển thần thông bất dịch và thần thông thái thủy cùng một lúc sẽ gây ra hậu quả gì đây hắn không dám tưởng tượng bởi vì thần thông bất dịch hoàn chỉnh là do lăng thiên tôn sáng chế cho dù là lăng thiền tôn cũng chỉ từng thi triển một lần mà thần thông thái thủy lại là thần thông tần mục giác ngộ được từ thái thủy thần noãn hắn cũng chưa từng thi triển môn thần thông này hai loại thán thông đều vô cùng kỳ lạ một loại là vật chất bất dịch một loại là hữu hình mà vô chất đều huyền bí khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung trong sấm chấp giữa làn sương mù có thể mơ hồ nhìn thấy được thiên địa bên ngoài thuyền mặt trời mọc mặt trời lạn thế sự xoay vần không ngừng thay đổi núi cao nổi lên núi cao hạ xuống quỷ dị nói không nên lời đột nhiên sương mù trở nên ngày càng loãng hơn một bóng mờ hình người khổng lồ đứng ở phía trước của con thuyền mang theo áp bức đến đây áp lực khủng bố làm cho quỷ thuyền và sương mù nhanh chóng rút lui người này vậy mà cường đại đến mức có thể kéo quỷ thuyền từ quá khứ trở về hiện tại bên ngoài quỷ thuyền mặt trời mọc từ phía đông lặn xuống phía tây thế sự xoay vần núi rơi núi mọc ngụy tùy phong đã thúc giục thần thông bất dịch của quỷ thuyền hét lớn nói sư đệ tần mục không còn trần trừ nữa giận dữ quát một tiếng bùng phát tất cả sức mạnh thúc giục thần thông thái thủy thần thông bất dịch và thần thông thái thủy bùng phát cùng lúc hai loại thần thông va chạm vào nhau pháp lực của ngụy tùy phong vượt qua tần mục gấp nhiều lần mà thần thông thái thủy của tần mục cũng không dễ gì khắc chế được thần thông bất dịch khi hai người chạm trán dường như thời gian và không gian lúc này hoàn toàn không còn tồn tại nữa mọi người trên thuyền hệt như đang bị rơi vào trong một trạng thái kỳ lạ không sống không chết không tồn tại thậm chí ngay cả màn sương mù bao phủ khắp dũng giang cũng đang thay đổi mạnh mẽ mà cường giả thần bí kia cố gắng kéo quỷ thuyền trở về hiện tại không khỏi thét lên một tiếng gia tăng pháp lực cố gắng kéo quỷ thuyền trở về hiện tại bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim mà ngay lúc này và chạm của hai thần thông càng thêm dữ dội cho dù là loại tồn tại đáng gờm kia cũng không khỏi thay đổi sắc mặt vội vàng buông lòng quỷ thuyền lao điên cuồng dọc theo làn sương mù dày đặc cố gắng trở về hiện tại từ trong sương mù cường giả thần bí kia chỉ thấy thế giới bên ngoài làn sương mù dày đặc trở nên vô cùng chân thật trở nên vạn vạo méo mó giống như từng vòng xoáy dự định kéo hắn vào trong vòng xoáy hắn điên cuồng bỏ chạy nhưng vòng xoáy càng lúc xoay càng nhanh buộc hắn phải tập trung toàn bộ sức lực để tăng tốc chạy trốn Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy được một cảnh tượng kỳ lạ ở trung tâm của vòng xoáy, ở đó, vật chất trên quỷ thuyền đang tan rã, thời không đang sụp đổ, dường như tần mục trên quỷ thuyền, Ngụy Tùy Phong và hàng ngàn quân tướng sĩ Vũ Lâm đã trở thành từng thể năng lượng hình người, không còn tồn tại, nhưng lại tồn tại cùng lúc, quỷ thuyền toàn vẹn rồi, thi thể của đế hậu trên quỷ thuyền cũng nguyên vẹn rồi, cường giả thần bí này nhìn thấy một luồng ánh sáng đáng sợ bùng phát trên quỷ thuyền, vội vàng quay đầu lại, hoảng loạn bỏ chạy, âm uhm ánh sáng chói mát nuốt chửng mọi người và vạn vật trong màn sương mờ ảo cắn nuốt mà cuối cùng cường giả thần bí kia cũng đã thoát khỏi quỷ thuyền trong khoảnh khắc ánh sáng đổi kịp cơ thể hắn bàng hoàng mọi thứ trước mắt trở lại bình thường thời không thiên địa không còn méo mó nữa hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn xung quanh chỉ thấy nghiên thiên phi đang ôm con mèo trắng đứng ở bên bờ sông đang mỉm cười nhìn hắn bệ hạ nghiên thiên phi cười hì hì vút lông trên đầu mèo trắng con mèo kia lại vù lông phát ra âm thanh ngao ngào trong miệng nhìn chằm chằm vào hắn thần quang bao phủ diện mạo của cường giả thần bí kia tàn đi lộ ra khuôn mặt của thiên tôn ánh mắt của nghiên thiên phi lóe lên vỗ về con mèo trắng trong vòng tay cười nói dường như bệ hạ rất quan tâm đến thân thể của nô tỳ thật là mỉm mai lúc ta còn sống bệ hạ không quan tâm đến ta tí nào sau khi ta chết ngươi lại làm bộ làm tịch như vậy thậm chí không ngần ngại xả thân vào nguy hiểm lấy được thân thể của ta đột nhiên nàng giễu cợt đúng bệ hạ không quan tâm đến ta mà là muốn lấy thân thể của ta để uy hiếp ta. Hiểu thiên tôn lộ ra nụ cười, nói, tử đồng, chậm nhớ ngươi, vì vậy mới liều mình đột nhập vào quỷ thuyền để cố gắng gặp lại ngươi. Tâm ý của chậm dành cho ngươi, lẽ nào ngươi còn không hiểu hay sao? Nghiên thiên phi cười nhạo, hóa thân thành người, ngủ với muội muội ta, cũng là tâm ý dành cho ta sao? Tiện phụ giết ta, người khác không thể phân biệt được, ngươi cũng không phân biệt được hay sao? Sau đó thì sao? Ngươi lại đi ngủ với tuyệt vô trần. Đúng, ngươi đã ngủ với tân địa mẫu một nha đầu sinh ra từ nguyên mộc người không thể kiểm soát nửa thân dưới của ngươi hiểu thiên tôn như tình mật ý nhẹ nhàng nói tử đồng ta chỉ phạm phải một sai lầm mà tất cả những nam nhân đều sẽ mắc phải chẳng phải ngươi cũng như vậy rồi hay sao ngươi và ngựa thiên tôn cầm miệng khuôn mặt của nghiên thiên phiên như xương giá lạnh lẽo nói ta với ngựa thiên tôn không có quan hệ tình cảm ngươi không phải chính nhân quân tử hắn mới là chính nhân quân tử ta nâng đỡ hắn cũng đã nhìn thấy được tương lai của cổ thần nhưng không ngờ ngươi lại giết hắn nhưng mà ngươi cũng không thể cứu vớt số kiếp của cổ thần bộ não của ngươi đã phát triển thành phần dưới của cơ thể rồi sắc mặt của hiểu thiên tôn trông hơi lúng túng nghiên thiên phi chuyển từ tức giận thành vui mừng mỉm cười nói tuy rằng ta không liên quan gì đến ngự thiên tôn nhưng mà vì để báo thù ngươi những năm qua ta cũng đã nuôi một vài nam sùng tiểu thất đến gặp thiên đế bệ hạ đi con mèo trắng trong vòng tay của nàng đã hết giận lười biếng liếm chân kêu meo meo một tiếng sắc mặt của hiểu thiên tôn lập tức trở nên vô cùng khó coi meo meo con mèo trắng với dáng vẻ uể oải rụi rụi vào trong lòng nghiên thiên phi mấy cái sắc mặt của hiểu thiên tôn càng trở nên khó coi hơn nghiên thiên phi cười khúc khích nói Người mưu đoạt thân thể của ta là vì để khống chế chắc chắn ta một lần nữa ư ừ, thật đáng tiếc thật đáng tiếc ta đã mượn lần tử vong này để thoát khỏi trói buộc của cổ thần rồi ta bây giờ càng mạnh hơn so với trước kia sắc mặt của hiểu thiên tôn khôi phục như bình thường hắn nhẹ nhàng nói tử đồng suy cho cùng thì ta và ngươi đều có xuất thân cổ thần thế giới này không thể dùng thứ cho chúng ta ta sẽ chết nếu danh tính bị bại lộ, người cũng sẽ chết nếu danh tính bị bại lộ. Vì vậy chúng ta nên vứt bỏ những định kiến của riêng mình, hỗ trợ lẫn nhau. Nghiên thiên phi ung dung nói, đợi cho đến khi ngươi gặp thêm tiện phụ thì sẽ đá ta đi hư. Sắc mặt của hiểu thiên tôn đông cứng lại, nghiên thiên phi rời đi với con bèo trắng trên tay, mỉm cười nói, nam nhân ấy mà, bất kể như thế nào thì cơ thể này cũng là cơ thể của ta, dù ta không quá thiết tha, nhưng dù sao cũng là của ta, ta sẽ tự lấy lại nó, ngươi đừng nghĩ cách nữa giọng nói của nàng bỗng lạnh lùng hẳn lên đừng quên chính ngươi và con trai bảo bối của tiện phụ đã giết chết tâm của ngươi lại còn giết cả ta cẩn thận ta tiếp tay với hắn loại bỏ ngươi hoàn toàn sắc mặt của hiểu thiên tôn âm u bất định ánh sáng trên quỷ thuyền tiêu tan tần mục và đám người ngụy tùy phong đứng trên sàn tàu một giọng nói đột nhiên khàn đặc truyền đến có phải chúng ta đã thoát khỏi sự khống chế của quỷ thuyền rồi đúng không tần mục dõi theo âm thanh chỉ thấy người nói chuyện là long bá phương hắn đã được giải thoát khỏi trạng thái hóa đá biến thành một vật phát sáng thuần khiết hắn vẫn duy trì hình dáng của long bá long bá là một chủng tộc cự long ở thời đại long hán thân người đầu rồng có thể hóa thành cự long huyết thống vô cùng cổ xưa nghe đồ là hậu duệ của long thần do long mạch của tổ đình biến thành trong cung điện được tạo thành từ các tia sáng tám vị long bá biến thành hình người rồi bước ra ngoài họ cũng giống như long bá vương được giải thoát khỏi trạng thái hóa đá biến thành vật phát sáng thuần khiết không chỉ bọn họ mà tất cả những người trên thuyền thậm chí bao gồm cả ngụy tùy phong và thượng hoàng đế thi tất cả đều biến thành từng vật phát sáng năng lượng ngay cả quỷ thuyền cũng duy trì hình dạng kỳ lạ này chỉ có năng lượng mà không có vật chất đây là trạng thái của thái thủy tình huống này không tốt lắm một vị long bá kinh hãi nhìn hai tay của bản thân vô cùng kích động khàn giọng nói máu thịt của ta thân thể của ta ta không còn thân thể nữa nguyên thần của ta đâu càng nói chuyện hắn càng kích động ánh sáng trong cơ thể càng ngày càng sáng tần mục biến sắc lớn tiếng nói đừng kích động boom bên trong cơ thể của vị long bá kia năng lượng mất khống chế bùng nổ ra một luồng năng lượng vô cùng khủng bố mọi người vội vàng bay ra xung quanh sức mạnh cuồng bạo nhấn chìm tất cả mọi người trên quỷ thuyền thiên hà nổ tung bị luồng sức mạnh khủng khiếp này cắt thành hai mảnh ngay khi đám người tần mục thoát khỏi thiên hà đã bị luồng năng lượng không thể khống chế này tác động rồi ngã xuống tứ phía tần mục chỉ nghe thấy giọng nói của ngụy tùy phong vang lên ổn định tinh thần tuyệt đối không được kích động nếu kích động năng lượng bên trong của cơ thể không thể duy trì hình thái của nó vừa dứt lời, quỷ thuyền cũng bị tiếng nổ của long bá làm cho sáng rực lên. mọi người kinh hãi nhìn con tàu lớn dài hàng trăm dặm. nếu con tàu này nổ tung, âm, um, năng lượng hủy diệt tất cả mọi thứ bùng nổ, quỷ thuyền hoàn toàn biến thành năng lượng mất kiểm soát, mạnh hơn gấp ngàn lần so với dao động năng lượng do vụ nổ long bá vừa rồi. trong lòng tất cả mọi người đều tuyệt vọng. ở khoảng cách gần như vậy, họ vốn không thể né tránh được. đúng lúc này, một đóa hoa đào xuất hiện phiêu đãng ở trên thiên hà nết vỡ kia, cành hoa xoay tròn, cánh hoa lơ lửng. Một cánh hoa giống như một thế giới, cánh hoa màu hồng phấn lơ lửng ngăn cách luồng năng lượng này, thần thông của đóa hoa đào kia cực kỳ tinh diệu, cánh hoa cắt trong không trung, hơn nữa có vẻ càng lúc càng lớn, dần dần lấp kín trời đất, khiến cho trong mắt mọi người không còn thứ gì khác, năng lượng của quỷ thuyền hoàn toàn bùng nổ, xung kích vô cùng cuồng bạo nhưng không thể phá vỡ thế giới mà đóa hoa đào hình thành, nhưng mọi người lại cảm nhận được dao động vô cùng khủng bố đó ở ngoài cánh hoa đào, mặt không ngừng biến sắc, nếu như luồng dao động này truyền lên người bọn họ sợ rằng năng lượng thời không trong cơ thể bọn họ sẽ hoàn toàn nổ tung, không còn tồn tại nữa. Cuối cùng, dao động cũng lắng lại. Nguyệt Thiên Tôn, Tần Mục ngơ ngác nhìn những đóa hoa xoay xung quanh, tâm trí kích động một phen, thế vội vã cố gắng ổn định lại. Bây giờ bọn họ không thể có bất kỳ dao động cảm xúc nào, dù sao bọn họ cũng không có thân xác, chỉ có cơ thể năng lượng này, hệ cảm xúc dao động là năng lượng dao động, năng lượng dao động là năng lượng không ổn định, có thể nổ bất cứ lúc nào. Trong cơ thể bọn họ không có vật chất gì để trói buộc năng lượng, nếu nổ tung thì sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, tất cả đều không sót lại chút gì, ngay cả một hạt bụi linh hồn cũng không tồn tại nữa. Có lẽ đây là một loại thần thông toàn hủy diệt linh hồn khác. Tần Mục nghĩ đến đây thì thấy hơi kỳ lạ, bản thân đang ở trong tình cảnh không sống không chết lại có thể thành thơi suy nghĩ tới thần thông. Lúc này, cánh hoa đào xoay xung quanh ngày càng nhỏ lại, không ngừng thu hẹp, một nữ tử tóc dài tung bay giống như thần nữ trong cung trăng không nhiễm bụi trần nhẹ nhàng đưa tay ra dẫn dắt hai đoạn thiên hà đi. Nàng nối thiên hà lại với nhau, sau đó duỗi ngón giữa ngón cái ra bóp nhẹ, siết lấy cành đào trơ trụi ở trong tay, mà những cánh hoa xoay tròn cứ bay tới từng chút một, rơi lên cành đào, hợp lại thành một đóa hoa đào, ngụy hoa khẽ lay động, nữ tử kia cúi đầu người hoa đào, nhưng hoa đào này lại vỡ tan thành từng mảnh một, hoa đào chỉ là hoa đào bình thường, là do phép thần thông của nàng trên nó cản lại năng lượng bùng nổ của quỷ thuyền, nhưng hoa đào đó đâu thể chống đỡ sự công kích đáng sợ ấy, bởi vậy nó vẫn bị chôn vùi, tiếc thật đấy, nữ tử đó lộ ra vẻ mặt thương tiếc sáng vẻ có chút đau thương nhưng vui vẻ trở lại ngay lập tức cười nói hoa rơi không phải vật vô tình chúng rơi xuống đất hóa thành thứ phân xanh để nuôi dưỡng hoa ta gieo ngươi xuống năm sau ngươi sẽ thành cây đào cây đào sẽ thành rừng đào nói không chừng sẽ trải rộng đến cả chư thiên vạn giới nàng cất cảnh đào đi nhìn về phía nhóm người tần mục lộ ra vẻ hiếu kỳ tần mục phi lên trước khom người chào hỏi lại gặp nhau rồi nguyệt thiên tôn nữ tử này đúng là nguyệt thiên tôn vẻ kinh ngạc trên mặt hắn ngày càng đầm mục thiên tôn nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngập ngừng nói tần mục bất đắc dĩ gật đầu nói là ta nguyệt thiên tôn cuống quyết tiến đến định nắm lấy tay hắn nhưng chỉ nắm được một khoảng trống không khỏi giật mình bắt lại lần nữa vẫn chỉ nắm được khoảng không tần mục bất đắc dĩ nói tình cảnh của bọn ta bây giờ hơi đặc biệt một lời khó nói hết bên kia là sư huynh ngụy tùy phong của ta còn có mấy vị bằng hữu ngụy tùy phong vội vàng đi tới chào hỏi phượng thu vân nhìn thấy nguyệt thiên tôn xa xa không dám tiến lên phía trước nhưng thượng hoàng đế thì lại biết nguyệt thiên tôn không khỏi kích động gầm lên một tiếng ngay lập tức đế thi càng ngày càng sáng mọi người lập tức biến sắc nguyệt thiên tôn nhíu mày hái một phiến lá trên cành đào run run tay rồi ném đi phiến lá đó ngày càng to xoẹt một tiếng đã đi tới bên cạnh thượng hoàng đế thi bao bọc quanh hắn giống như một cái bánh trưng lại một cú nổ kinh thiên động địa nữa truyền tới một chùm ánh sáng khủng khiếp từ trên xuống dưới của bánh trưng kia nổ tung bầu trời để lộ ra một cái hố cực kỳ sâu trên mặt đất lại thiệt hại thêm một phiến lá Nguyệt Thiên Tôn thở dài, như mày nói, người lúc nãy nổ kia, hình như là vị ngụy đế của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình, không phải hắn đã chết rồi sao, nàng không hiểu gì cả, rất nhiều vũ lâm quân kéo đến một cái hòm có ánh sáng rực rỡ, trong cái hòm có hai nữ tử nằm song song, không cần mở hòm cũng có thể nhìn thấy rõ một một, một người trong đó có dung mạo mỹ lệ khiến người ta phải mê mẩn si dại, chỉ tiếc rằng đã hóa thành thể năng lượng, mà người còn lại là đế hậu nương nương, nàng là cổ thần, cho dù đã chết rồi nhưng thân xác vẫn giữ nguyên chưa bị đạo thái thủy thiêu hủy mất tần mục yên tâm ngoài tính mạng của mọi người trên quỷ thuyền này ra thì thân xác của đế hậu nương nương và tuyệt vô trần là quan trọng nhất nguyệt thiên tôn trạng thái của bọn ta cực kỳ không ổn định có thể tìm một chỗ yên tĩnh không tần mục nói ta cần bình tĩnh lại suy nghĩ một chút xem xem có thể giải quyết được vấn đề khó khăn mà bọn ta đang gặp phải trước mắt hay không nguyệt thiên tôn cười nói các ngươi đi theo ta vừa hay nguyên giới của ta có một chỗ có thể cho các ngươi dung thân không phải lo lắng bị quấy dày và lại địa mẫu nguyên quân cũng sợ ta nữa có ta ở đó thì nàng ấy không dám trêu chọc tần mục thở phào nhẹ nhõm trong lòng có hơi tò mò địa mẫu nguyên quân bây giờ là thời đại nào thế đương nhiên là thời đại thượng hoàng rồi nguyệt thiên tôn quay đầu lại cười nói bây giờ nam thượng hoàng đang cơ hơn một vạn chín nghìn năm rồi qua vài năm là đại thọ hai vạn năm của thượng hoàng nàng rất vui vẻ vui vô cùng người đến thật đúng lúc mấy năm gần đây ta và lăng tỷ tỷ quản lý nguyên giới phát triển rất tốt tần mục thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ, Nam Thượng Hoàng 30 vạn năm, bây giờ vẫn là thời đại Thượng Hoàng 2 vạn năm, cách biến cố kia vẫn còn sớm. Người Thiên Tôn tiếp tục nói, người đảm nhiệm vị trí Thượng Hoàng thứ 15 của triều đại Thượng Hoàng này đã ngồi lên vị trí Hoàng đế gần 2 vạn năm rồi. Các Thượng Hoàng trước đây thường là thần thánh của nhân tộc và các chủng tộc hộ thiên. Các tộc ở nguyên giới của ta cũng phát triển rất nhanh chóng, cho dù là tiêu hán thiên đình năm đó cũng không bị kịp. Nói đến đây, nàng có chút buồn bã, có lẽ là nhớ tới Vân Thiên Tôn chết trận đảm nhiệm vị trí thượng hoàng thứ 15 ư, tần mục sườn gai ốc, hắn lập tức cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình không ổn định, vội vã không chế cảm xúc, đảm nhận vị trí thượng hoàng thứ 15, thượng vị sắp hai vạn năm, chẳng phải nói bây giờ cách thượng hoàng kiếp rất gần rồi hay sao, Làng thiên tôn, nguyệt thiên tôn đều bị giết hại vào thời kỳ này, Làng thiên tôn rơi vào vòng luân hồi sinh từ vĩnh viễn, mà nguyệt thiên tôn thì bị chặt đứt hai chân, trở thành người tàn phế, nguyệt thiên tôn tò mò quan sát hắn, lặng lẽ vươn tay ra, chọc chọc lên người hắn. Tay của nàng ấy xuyên vào trong cơ thể Tần Mục, nhưng không đụng phải thứ gì cả, chỉ là chạm phải năng lượng cực kỳ đáng sợ. "Nguyệt tỷ tỷ, đừng nghịch nữa." Tần Mục bất đắc dĩ nói. Nguyệt Thiên Tôn thu tay lại, qua một lúc lâu lại không chịu được mà chọc chọc. Tần Mục bất lực nói, "Đừng nghịch nữa, thật đấy, mặc dù ta không đau, nhưng cũng thấy rất kỳ lạ." Nguyệt Thiên Tôn không còn bướng bỉnh nữa, quay đầu lại nhìn thì thấy Ngụy Tùy Phong dẫn hàng vạn Vu Lâm quân khiêng quan tài của đế hậu đi theo phía sau xa xa là long bá vương và bảy vị long bá cùng với phượng thu vân đang nhìn xung quanh bọn họ không qua đây sao tần mục phất phất tay lớn tiếng gọi long bá vương thu vân tỷ qua đây cả đi chỉ có ta mới giải được thần thông này không có ta các ngươi có thể nổ tung bất cứ lúc nào đấy long bá vương bất lực thấp giọng nói chúng ta cùng lên phượng thu vân cũng do dự một lát nhìn bầu trời nguyên giới nơi phương bắc một tòa thiên đình được tạo ra từ thần kim thuần khiết lơ lửng trên nguyên mộc đó là bức thượng hoàn thiên đình của địa mẫu nguyên quân ta đang ở trong thiên đình đó phượng thu vân dẫn theo một đoàn quân bước tới trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ một bản thân khác cũng tồn tại trên thế giới này nhưng ta chỉ có thể phản bội địa mẫu nguyên quân rồi đi theo mục thiên tôn đến cuối con đường này thôi đúng là khiến người khác tuyệt vọng thật đấy đám người tần mục theo nguyệt thiên tôn đi đến vùng đất nguyên giới rộng lớn đoàn người của họ có vẻ rêu dao quá ai cũng là thể năng lượng phát quang gây chú ý với người khác cho nên người thiên tôn dùng thuật không gian bóp méo không gian lân cận họ, khiến mọi người đều không nhìn thấy được họ, mà đám người tần mục có thể nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bách tính của Nam Thượng Hoàng đều giàu có sung túc, có bao nhiêu là thần thành lớn nhỏ, chư thần che chở bách tính một phương. Thần của Nam Thượng Hoàng không chỉ có mỗi nhân tộc mà là pha trộn cả vạn bộ tộc, thần thánh trong chủng tộc hậu thiên rất nhiều, mà bách tính cũng có rất nhiều người thuộc các chủng tộc khác, nhân tộc chỉ là một phần trong số đó. Nhân tộc và các tộc khác sinh sống cùng nhau, trên đường phố, đồng ruộng có thể thấy được cảnh các tộc chung sống hòa hợp khi họ đi qua một tòa thần thành còn thấy ngoài thành dựng một tấm bia đá bên trên viết rằng mạng người lớn hơn trời người ở đây không phải chỉ nhân tộc đơn thuần mà tất cả sinh mạng và chủng tộc có trí tuệ đều là người nguyệt thiên tôn cười nói đây là đại diện cho quan niệm của thượng hoàng hắn rất có chủ kiến là một người rất lợi hại mà cũng làm việc rất tốt nữa tần mục dừng bước nhìn tấm bia đá này một hồi lâu mới đuổi theo nàng nguyệt thiên tôn dẫn họ đi rất lâu trên gương mặt vẫn giữ nét cười rất vui vẻ. Có lẽ nàng từng trải qua một thời kỳ suy sụp rất dài, sau khi Vân Thiên Tôn chết, nàng bèn tuyên bố thoái ẩn, không xuất thế nữa. Tần Mục có thể tưởng tượng ra được cái chết của Vân Thiên Tôn và sự sụp đổ của thiên đình Tiêu Hán đã gây ra đả kích to lớn như thế nào đối với nàng, nhưng nàng vẫn bước lên từ thất bại, phù trợ cho thời đại Thượng Hoàng cùng với Lăng Thiên Tôn, thành lập thiên đình Thượng Hoàng. Thiên đình Thượng Hoàng là tâm huyết của nàng và Lăng Thiên Tôn, nhưng Lăng Thiên Tôn là một kẻ cuồng nghiên cứu, tinh lực của nàng đều đặt vào nghiên cứu thần thông bất dịch, nhất là giai đoạn sau của thời đại thượng hoàng thần thông của đăng thiên tôn sắp đại thành nàng càng không thể phân tán tinh lực của mình cho nên người thiên tôn phải quan tâm xử lý tất cả sự vụ lớn nhỏ của thời đại thượng hoàng xử lý quan hệ của thiên đình thượng hoàng và thiên đình vực ngoại còn phải đối mặt với thế lực của thiên đình bắc thượng hoàng và địa mẫu nguyên quân tần mục có thể mường tượng ra được nàng đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực đương nhiên cũng vì có xử lý thỏa đáng của nàng cho nên thời đại thượng hoàng được coi là một thời đại rực rỡ nhất trong đó bắc thượng hoàng khá là dã man độc tài thi hành một bộ quy tắc nguyên thủy từ thời cổ thần xích minh thần từ phái sứ giả đến nguyên giới thăm hỏi thượng hoàng có lẽ là đi đến bắc thượng hoàng kết quả thấy cảnh tượng dã man tàn bạo không gì sánh được sợ đến mức không dám tiếp xúc với thời đại thượng hoàng nữa mà thời kỳ nam vượng hoàng văn minh phát triển đến trình độ cao rất nhiều thành tựu sinh ra rất nhiều cường giả đế tọa còn nhiều hơn thời đại long hán để lại các loại công pháp đế tọa không chỉ vậy tinh thần của thời đại này cũng được lưu truyền lại ảnh hưởng đến thời đại khai hoàng thậm chí cả thời đại diên khang trong đó có một phần công lao to lớn của người thiên tôn tần mục kính phục nhìn nữ tử phía trước nàng đã bỏ ra rất nhiều cho thời đại này nhưng mùa thu hoạch của thiên đình vực ngoại sắp tới thời đại thượng hoàng cũng sẽ tan thành mây khói theo cái chết của địa mẫu nguyên quân sự tan biến của Lăng thiên tôn và tàn phế của người thiên tôn cõi lòng hắn cũng thấy âm ỉ đau người thiên tôn vừa cười vừa nói đột nhiên lại ra vẻ thần bí bảo phía trước là nơi ở của ta chỗ ta còn có một chuyện khiến ngươi phải kinh ngạc đó chắc chắn ngươi không nghĩ ra đâu bản thân nàng lại không nhịn được nói thẳng cho tần mục cười khanh khách nói nam đế chu tước không biết có con với ai còn chưa sinh đã vội gửi trứng đến chỗ ta nàng nói chỗ nàng không còn an toàn nữa để ta nuôi đứa bé thay nàng nhóc này đã ra đời từ lâu rồi là một cô bé ăn hết sạch cả vỏ trứng ánh mắt tần mục sáng lên nguyệt thiên tôn lại cười khanh khách nàng tên yên nhi là một nhà đầu biết săn sóc lại rất dính người người trong cung của ta đều bị nàng nuôi mọc hết cả nếu ta không biết kiềm chế chắc cũng bị nàng nuôi thành trắng trẻo mập mạc mất ta còn có một đệ tử tên hạ du bị nàng đút ăn suýt thì không bay nổi tần mục cười gật đầu bất giác tưởng tượng ra con phượng hoàng chín đầu xích đế tể hạ du bị yên nhi nuôi thành tròn vo đến độ không vay nổi nhưng không thể để nàng gặp ngươi được nhỡ ngươi kích động một cái rồi phát nổ thì không ổn Người thiên tôn lại tỏ vẻ buồn rầu nói ta sẽ xem chừng nàng không để nàng chạy đến chỗ các ngươi Nhà đầu này dính người còn thích đút người khác ăn bằng miệng là con gái còn được chứ con trai chắc không chịu nổi sự mê hoặc ngày mất. Đến cung điện của nàng, Nguyệt Thiên Tôn dẫn họ vào trong, nói, ta bóp méo không gian cho các người ở tạm, Yên Nhi sẽ không chạy vào đây đâu, ta ở lại đây là để chấn áp địa mẫu nguyên quân, có ta ở đây ngày nào, nàng sẽ không dám làm càn, đợi người thoát ra khỏi trạng thái cổ quái này, ta đưa người đi thăm thiên đình thượng hoàng, lăng tỉ tỉ ở đó, nàng nhìn thấy người chắc sẽ vui phát điên mất, tần mục mỉm cười gật đầu, người không thể kích động, chẳng thú vị gì hết các ngươi cứ ở đây trước nếu không thể thoát khỏi trạng thái này thì ta sẽ đi tìm lăng tỷ tỷ bất kể thế nào cũng phải lôi được nàng từ trong thư phòng ra nguyệt thiên tôn đảo mắt lại nhẹ nhàng chọc chọc vào cơ thể tần mục tần mục bất đắc dĩ nói nguyệt tỷ tỷ đừng nghịch nguyệt thiên tôn cười khúc khích xoay người rời đi nói ta còn phải xử lý một ít chính vụ thời gian ở lại trong cung không nhiều lắm chờ ta xử lý xong lại đến thăm các ngươi sau à đúng rồi nàng đưa tay vạch một cái vẽ ra một cánh cửa cười nói đừng chạy ra khỏi cánh cửa này nhé chạy ra ngoài những người khác nhìn thấy hình dạng của các người chắc sẽ sợ chết mất với lại không gian ở đây vận hành theo mặt trời không bao giờ có màn đêm các người không cần lo lắng sẽ quay về thời đại của các người tần mù khẽ gật đầu ở đây cũng tốt có trời có đất non xanh nước biếc hơn nữa không có người ngoài quấy dày có thể để hắn tĩnh tâm nghiên cứu trạng thái cổ quái của hắn bây giờ nguyệt thiên tôn đóng cửa rời đi ngụy tùy phong lập tức đi sắp xếp các tướng sĩ vũ lâm quân Long Bá Vương và bảy vị Long Bá cũng đều tự tìm một chỗ ở tạm, không quấy rầy đến Tần Mục. Tần Mục thử thúc đẩy thần thông, phát hiện thần thông vẫn còn vận dụng được. Không chỉ vậy, tốc độ khởi động thần thông lại càng nhanh hơn. Ban đầu thần thông chính là pháp thuật đặc biệt do mọi người dùng đại đạo pháp tác sáng tạo ra, hóa thành năng lượng có uy lực mạnh mẽ. Chúng ta biến thành thể năng lượng phát quang, cho nên tốc độ vận dụng thần thông sẽ nhanh hơn. Tần Mục trầm ngâm trong chốc lát, thử thúc dục bá thể tam đan công điều khiến hắn rất kinh ngạc là bá thể tam đan công cũng có thể thúc giục chỉ là lúc công pháp vận hành thì năng lượng trong cơ thể bất ổn có thể nổ tung bất cứ lúc nào hắn vội dừng lại thấp giọng nói bá thể tam đan công có thể thúc giục thì cho thấy nguyên thần linh thai thần tàng và thiên cung của ta đều còn tồn tại chẳng qua hóa thành trạng thái năng lượng không còn là vật chất mà thôi đột nhiên tần mục giật mình hắn chợt phát hiện ra trong cơ thể mình có vật chất vẫn chưa bị thần thông thái thủy đồng hóa đó chính là con mắt thứ ba của hắn con mắt này của hắn vẫn chưa bị đồng hóa trong mắt ta có mảnh chứng của của thái sơ thần noãn có đại lục tần tự của thổ bá có thần thạch thái sơ còn có thái thủy chi noãn một nửa thái tố noãn và dịch chứng cộng thêm các loại bảo vật quan tài và thể xác của nguyên mẫu phu nhân trái tim tần mục đập thình thịch loạn nhịp lập tức cảm giác được bản thân mình đang có xu thế nổ tung vội vàng lấy lại bình tĩnh còn có thần thạch thái cực và nguyên thạch thái cực đúng rồi nguyên thạch thái cực đạo thái thủy hữu hình vô chất cho nên đám người tần mục biến thành thể năng lượng phát quang, mà đạo thái cực chính là đạo âm dương, năng lượng hóa thành vạn vật, đạo âm dương biến hóa ra thế gian vạn đạo. Biện pháp duy nhất giải quyết tình trạng của chúng ta hiện nay, đó là thần thạch thái cực và nguyên thạch thái cực. Tần mục nghĩ tới đây, lập tức lấy ra mấy viên thần thạch thái cực và nguyên thạch thái cực. Hắn chỉ có một viên nguyên thạch thái cực, thần thạch lại có đến hơn trăm viên. Trước kia hắn vẫn cho rằng mình rất hiểu về đạo thái cực, đạo âm dương diễn biến, linh thai thần tàng của hắn là kết quả của âm dương nhưng sau khi tiếp xúc với mạch khoáng thái cực chân chính thấy được sự việc kỳ lạ bên trong mạch khoáng thái cực hắn cũng không còn chắc chắn như vậy nữa âm dương diễn biến khiến cho vạn vật và đại đạo biến hóa đa đoan thậm chí biến hóa sự vật quả thật là biến hóa đại đạo quy tắc vô cùng kỳ diệu không thể giải thích được nhưng hắn cũng nhận được nhiều lợi ích trong cuộc hành trình vào mạch khoáng thái cực vì hắn đã hấp thu được một phần sức mạnh của thần thạch thái cực và mạch khoáng thái cực lý giải của hắn về thái cực diễn sinh âm dương diễn biến cũng sâu sắc hơn trước rất nhiều khi đó hắn ở trong mạch khoáng thợ mỏ sáng thế không chế mạch khoáng thái cực giết chết hắn nhiều lần mà mỗi lần như thế hắn lại mượn thần thông vật chất bất dịch trở về điểm khởi đầu dựa vào đó mà lĩnh ngộ được cách phá giải âm dương diễn biến trong một kích cuối cùng mạch khoáng thái cực khống chế nhị khí âm dương chui vào cơ thể hắn một cách điên cuồng cố gắng đồng hóa tần mục nhưng tần mục vẫn dựa vào đạo pháp thần thông huyền diệu không gì sánh được thừa cơ cán nuốt nhị khí âm dương xâm nhập vào cơ thể mình cho nên hắn cũng thu được một phần sức mạnh của mạch khoáng hai vị cổ thần trong thái cực thần noãn tặng ta viên nguyên thạch thái cực này có thể nói là đã cứu mạng ta tần mục thử điều động lực lượng của thần thạch thái cực trước mặc dù hắn có hiểu biết sâu sắc về đạo thái cực nhưng dù sao hắn cũng không phải là cổ thần trong mạch khoáng hắn phải thử làm thế nào để nắm giữ sức mạnh này đã thần thạch thái cực từ từ bay lơ lửng trong lòng bàn tay hắn tần mục chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình dung nhập vào trong đó dần hóa thành nhị khi âm dương tình huống này vô cùng kỳ diệu khiến người ta phải tấm tắc làm kỳ từ năng lượng biến thành nhị khí âm dương, nhị khí âm dương cũng là vật chất, năng lượng biến thành vật chất, hết thảy đều như nước chảy thành sông, nhưng nhị khí âm dương đơn thuần cũng không thể giúp ta khôi phục thân thể được. Tần Mục trầm ngâm, hắn lấy được nhị khí âm dương ẩn chứa đạo lý âm dương diễn biến còn phức tạp hơn từ trong mạch khoáng thái cực, hắn phải nhập mộng thôi diễn suy luận, sắp xếp một phen, chỉ là trạng thái hiện giờ của hắn rất không ổn định, nhập mộng làm mượn năng lực tư duy mạnh mẽ, hóa thân hàng ngàn hàng vạn, tư duy phải vận động cực kỳ khủng khiếp rất có thể sẽ khiến năng lượng trong cơ thể mình không khống chế được. Hắn chỉ đành tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, chậm rãi sắp xếp đạo âm dương diễn biến, mài rũa năng lực của thần thạch thái cực, từ thần thạch thái cực đến nguyên thạch thái cực, từ cạn đến sâu, chỉ có thể đi từ từ. Bất tri bất giác đã hơn 10 ngày trôi qua, người thiên tôn vẫn chưa trở về, tần mục cũng dần dần nắm giữ được năng lực của thần thạch thái cực, cũng càng ngày càng thông hiểu đạo lý ẩn chứa bên trong mạch khoáng thái cực. Ở đây không có ai quấy rầy, rất thanh tịnh, vũ lâm quân kỷ luật nghiêm minh, là một đội quân hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của lệnh chủ ngụy tùy phong chính là lệnh chủ chỉ cần hạ lệnh vũ lâm quân ngồi ngay ngắn bất động trong lòng không có bất cứ suy nghĩ gì khác sự nghiêm minh trong kỷ luật khiến kẻ khác đều lấy làm sợ hãi kê bà long lâm kiêu thì bị ngụy tùy phong dạy dỗ cho nghe lời không dám có hành động khác đám người long bá vương phượng thu vân thì không ngồi yên được theo thời gian trôi qua cũng ngày càng nôn nóng bất an cũng may mỗi lần họ sắp nổ tung thì sẽ tỉnh ngộ lại ngay long bá vương tần mục cuối cùng cũng đứng dậy gọi Long Bá Vương, cười hiếp mắt nói, ta cần chút thể năng lượng của Long Bá, xem thử thu hoạch nhiều ngày nay của ta có thể phá giải tình trạng hiện tại của chúng ta không. Long Bá Vương hơi biến sắc, cười lạnh nói, tiểu bối, ngươi muốn lấy chúng ta ra làm thí nghiệm, ngươi là cái thá gì? Đường đường là thiên tôn, qua miệng ngươi lại thành cái thá gì à? Ngụy Tùy Phong đi tới, cười lạnh nói, Long Bá Vương, ngươi cũng quá to gan rồi đấy. Từng thớ ra dùng trên mặt Long Bá Vương đều run rẩy, hắn vốn mang lòng sợ hãi với Ngụy Tùy Phong, chính là ngụy tùy phong mang theo vũ lâm quân tiêu diệt long bá quốc chấn áp sự nổi loạn của long bá hiến tế vô số thổ cấp long bá cho thiên đình long hán thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng bị ngụy tùy phong bắt giữ mục thiên tôn chính là một trong chín thiên tôn của long hán có ơn truyền pháp cho chúng sinh thiên hạ từ xưa đến nay hàng trăm vạn năm bất cứ ai gặp hắn cho dù là mười thiên tôn của thiên đình cũng phải gọi bằng đạo huynh ngụy tùy phong thản nhiên nói hắn có ơn cứu mạng với ngươi nếu ngươi không chịu báo ơn lại còn nói năng lỗ mãng thì chẳng đáng làm người sắc mặt long bá vương hơi dịu đi nói ta chính là chúa tể của long bá quốc thần thánh sinh ra từ long mạch tổ đình thân vận tôn quý còn hơn thiên tôn gấp trăm lần thịnh hội của thiên đình năm đó thượng đế mời ta đến dự tiệc còn chín thiên tôn long hán cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé đùa giỡn ở giao trì ta quả thật không coi trọng lắm nhưng lệnh chủ của vũ lâm quân đã lên tiếng ta đành nể mặt ngươi vậy hắn trầm ngâm một lát gọi một vị long bá đến nói nhổ một chiếc long lân của ngươi xuống đưa cho mục thiên tôn thí nghiệm vị long bá đó cảm thấy khuất nhục long vương hừ lạnh tự tay nhổ xuống một chiếc long lân từ trên người hắn long bá kia ra mặt run rẩy tủi thân đứng sang một bên tần mục nhận lấy long lân lập tức thúc giục thần thạch thái, thái cực thí nghiệm thành quả mới của mình hắn cũng không để trong lòng sự châm chọc trong lời nói của long bá vương ngụy tùy phong và long bá vương căng thẳng nhìn vào chiếc long lân trong lòng kích động không thôi vội vàng kìm nén tâm trạng theo sự thúc giục của tần mục chỉ thấy thần thạch thái, thái cực tựa như không có hình thái cố định hóa thành nhị khí âm dương một đen một trắng xoay tròn quanh long lân sức mạnh kỳ diệu bán ra từ trong thần thạch thay đổi kết cấu vật lý của long lân chiếc long lân này chỉ là một thể năng lượng mang hình dáng long lân cũng không có vật chất mà dưới tác dụng của nhị khí âm dương long lân lại dần dần biến thành vật chất trong lòng mọi người khó mà kiềm chế được hưng phấn nhưng giờ mà không áp chế được thì sẽ khổ giờ mất thôi mắt thấy long lân đã biến đổi được hơn nửa thì đột nhiên quá trình biến từ năng lượng thành vật chất của long lân lại lập tức thay đổi từ vật chất biến thành năng lượng long lân nhanh chóng phát quang quang mang ngày càng trói lọi ngụy tùy phong biến sắc vội phất tay áo cuốn chiếc long lân bay lên không trung bùm vật chất biến mất năng lượng nổ tung trên bầu trời dường như sinh ra thêm một vầng thái dương vô cùng khủng khiếp hồi lâu không tiêu tan thêm một chiếc nữa tần mục hơi nhíu mày nói long bá vương ngoắc tay với vị long bá kia long bá vẻ mặt dầu dĩ không tình nguyện bước lên phía trước để hắn nhổ mất một chiếc long lân sau một lúc lâu ống tay áo của ngụy tùy phong lại phất lên bầu trời lại sinh ra một vầng thái dương vầng thái dương trước đó còn chưa hoàn toàn biến mất thêm một chiếc nữa tần mục không thèm ngẩng đầu lên nói long bá vương lại nhổ thêm một chiếc nữa từ trên người vị long bá kia tần mục thuận tay nhận lấy điều chỉnh lực độ trong thủ pháp của mình tiếp tục thí nghiệm thêm một chiếc nữa long bá vương nhổ trụi vầy của vị long bá kia rồi phất tay cho long bá lui xuống đổi thành một long bá khác tiếp tục nhổ lân phiến hơn một tháng trôi qua bầu trời nổ tung hết lần này đến lần khác tần mục thất bại không biết bao nhiêu lần thế mà lại chẳng có lần nào thành công mặt long bá vương xanh lét có mấy lần suýt thì nổ tung tại chỗ nhưng cũng may hắn đã từng gặp nhiều chuyện rồi vẫn còn nhịn được thêm một chiếc nữa tần mục nói giọng nói này giống như lời nguyền thôi thúc long bá vương nổ tung hắn giận không chịu được cơ thể ngày càng phát sáng khó mà kiềm chế được ngụy tùy phong hoáng giọng nói long bá vương cẩn thận nổ tung đó long bá vương tỉnh ngộ lại áp chế đạo tâm chấn động của mình, cắn răng nhổ một chiếc long lân từ trên người xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, Mục Thiên Tôn, ngươi đừng chỉ nhổ mỗi long bá chúng ta chứ, thủ lĩnh bên phượng tàu cũng đâu có thiếu lông chim, tần mục cái náy đáp, sắp thành công rồi, sắp thành công rồi, nhổ hết của ngươi thi đi nhổ của Thu Vân tỷ, phượng Thu Vân ở đằng xa trượt biến sắc, long lân trên người long bá phương bị nhổ chọc lóc, thậm chí đến cả nghịch lân cũng bị lột sạch, không còn long lân để mà nhổ nữa, tần mục còn nhổ không ít dâu của hắn chỉ còn cách thành công một chút nữa thôi tần mục cực kỳ mừng rỡ ngoắc tay với phượng thu vân cười nói thu vân tỉ ta cần mượn của tỷ mấy cái phượng thu vân mặt mày xám xịt nhắm mắt nhắm mũi bước lên trước cắn răng nhổ một chiếc phượng vũ xuống nói phượng vũ trên người ta thiên truy bách luyện mỗi chiếc đều là dị bảo hiếm có lấy ra có thể khiến cho người nguyên giới tranh nhau vỡ đầu long bá vương cả giận nói long lân trên người long bá chúng ta còn quý giá hơn phượng vũ của người gấp trăm lần chúng ta đều bị nhổ sạch rồi ngươi còn tưởng giữ được lông chắc phượng thu vân không để ý đến hắn giao phượng vũ cho tần mục tần mục an ủi sắp thành công thật sự sắp thành công rồi phượng thu vân nói lúc ngươi nhổ sạch lông lân của vị long bá thứ ba cũng nói như vậy tần mục cười đáp lần này không vậy đâu sắp thành công thật mà bùm ngụy tùy phong phất tay áo trên bầu trời lại sinh ra một vầng thái dương bảy màu phượng thu vân ngẩng đầu nhìn vầng thái dương bảy sắc cầu vồng vẻ mặt khổ sở phượng vũ trên người nàng dần trở nên thưa thớt bất trì bất xác đã có một nửa số phượng vũ bị nàng nhổ xuống giao cho tần mục thí nghiệm nhưng vẫn giống như trước phần đầu thí nghiệm của tần mục luôn rất thuận lợi nhưng lúc nào cũng thất bại trong găng tấc ở cửa ải cuối cùng khiến cho chức năng của phượng vũ nghịch truyền nổ tung ngay tại chỗ mỗi lần tần mục thí nghiệm thất bại đều nghiêm túc suy nghĩ một phen thời gian tiêu hao ngày càng dài ra trước mắt thời gian đã qua nửa tháng ngay cả ngụy tùy phong cũng bị hắn hành hạ đến bất lực không khỏi cảm thấy tuyệt vọng trong lòng chỉ là cố chịu đựng mà thôi hắn là vân la đế tướng tam lừng lẫy từng trải qua sóng to gió lớn chứng kiến vô số anh hùng quật khởi và suy vong hiểu rõ hủy diệt mình không phải yếu tố bên ngoài mà là đạo tâm của mình có bao nhiêu hào kiệt đạo tâm tan vỡ vì thất bại từ đó về sau không thể gượng dậy nổi nữa tuy hắn hiểu rõ đạo lý này nhưng chuyện ngay trước mắt vẫn không khỏi có chức tuyệt vọng hình như sư đệ vẫn giữ vững được sơ tâm về lý mà nói thất bại không ngừng là đà kích lớn nhất đối với hắn nhưng hắn lại như chẳng làm sao cả không phải phải nói là không tim không phổi giống như không bị bất cứ thứ gì cản trở. Trong lòng hắn tràn đầy buồn bực, cũng hết sức khâm phục tần mục, ý chí kiên cường. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn được tôn là mục thiên tôn, cũng là nguyên nhân khiến ta không bằng hắn. Đột nhiên, tần mục dùng ngữ điệu bình tĩnh nói, được rồi, mọi người kích động, vội vã nhìn vào tay hắn, chỉ thấy trong tay tần mục đang cầm một chiếc phượng vũ hoàn chỉnh thật. Tần mục phe phẩy phượng vũ, lưu quang bảy màu, phượng vũ lóe ra thần quang chói mát, tự mang thần lực, trông có vẻ tần mục có chút kích động nào, nhưng ánh sáng bên trong cơ thể cũng dần sáng lên rồi đã bị hắn áp chế lại ngay. Mọi người đừng kích động, tần mục khuyên giải mọi người, nói, cẩn thận nổ tung đó, thu vân tỉ, ta cần thử nghiệm thêm vài lần nữa, nắm chắc tỷ lệ thành công. Phượng thu vân cắn răng, tự tay nhổ hơn 10 chiếc phượng vũ xuống, vội vã nói, đủ chưa, tần mục tỏ vẻ trần trừ, đáp, chỉ dùng thần thạch thái cực làm thí nghiệm, chắc là đủ rồi, tỷ lệ thất bại cũng không phải cao lắm, nhưng ta còn cần dùng nguyên thạch thái cực làm thí nghiệm nữa lực lượng của nguyên thạch thái cực mạnh hơn thần thạch thái cực không biết bao nhiêu cho nên kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người